Xin chào các bác, lại là em Dân đây. Hôm nay em Dân xin giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em nhé. Quý các bác anh chị đi qua kênh, bớt chút thời gian cho em Dân trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì có một số những mẫu sản phẩm cực kỳ mới muốn giới thiệu đến các bác nhé. Không để quý các bác anh chị chờ lâu nữa, bên em Dân xin đi và giới thiệu sản phẩm luôn nhé. Này, bên nhà em lại về thêm cho các bác một số những cái dòng vợt muỗi của Nhật. Hàng cực kỳ ok luôn và giá đợt này thì cực kỳ êm luôn nhé. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Hàng của nó sẽ có các cái chế độ công tắc là on off này, on này, on 1 đấy và on 2. Con này thì on 1 là các bác có thể tự vật, tự ấn ở đây vật này. Đấy, còn on 2 thì các bác không cần phải ấn nữa là nó sẽ tự ra cái tia UV này để nó thu hút bắt muỗi nhé. Con này thì của nó rất là ok luôn đấy. Con này thì đây để em sẽ test cho các bác cái độ nhạy của nó này. Đây. Đấy. Các bác có thể thấy rất là to luôn nhé, rất là nhạy luôn. Đấy, thì con muỗi nó bay vào đây cái là nó nổ đét cái chết luôn. Đấy, con này rất là ok luôn. Hàng của nó thì nó là hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Hàng này thì sử dụng rất là ok luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có kèm thêm cho các bác đó là một cái phụ kiện, đó là một cái dây cáp sạc như thế này và một cái chân đế để các bác có thể sử dụng. Nó cũng rất là tiện lợi luôn nhé. Đó, một cái dòng vật bắt muỗi, hàng cực kỳ ok luôn. Giá của con này thì đợt này cực kỳ ok luôn nhé. 160.000 đồng và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn nhé. Đấy, vợt bắt muỗi này để em ghi luôn cái giá ra chỗ này cho nó dễ. Vợt bắt muỗi của nội địa Nhật này 160k, bao ship toàn quốc luôn. 160.000 đồng một cái vợt muỗi này và bên nhà em bao ship toàn quốc luôn cho các bác. Đấy, và em xin đo cho các bác cái kích thước luôn nhé. Kích thước nguyên cái vợt thì thôi nhé. Tổng chiều dài của nó đây, nó sẽ rơi vào 51 cm, tổng chiều dài 51 cm, nguyên cái phần vật của nó sẽ rơi vào 22 cm. Hàng cực kỳ đẹp luôn mà giá của nó chỉ có 160.000 đồng mà lại bao cả ship nhé. 160k bao ship. Một con tiếp theo này, một cái mã sản phẩm bộ cạo râu 36 lưỡi. Nó sẽ gồm cho các bác là 36 cái lưỡi như thế này. 36 cái lưỡi kép như thế này. Đây, còn một bộ của nó là bộ khi mà các bác nhận hàng ấy, là một bộ của nó là bộ mới luôn, chưa qua sử dụng nhé. Tất cả đầy đủ cho các bác 36 cái lưỡi chưa qua sử dụng. Đó, nó gồm có cho các bác này một cái hộp, trong này có một cái bàn cạo, bàn cạo tay cạo này. Đây, bóc ra luôn cho các bác luôn. Một cái tay cạo này và một cái hộp kem. Đó, thì các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Hộp kem và 36 cái lưỡi như thế này. 36 cái lưỡi kép, đủ 36 cái luôn nhé. Khi các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra đếm cho em, đủ 36 cái lưỡi kép như này. Và giá của một cái bộ cạo 36 lưỡi này thì rất là mềm thôi, có 50.000 đồng. Đấy, giá chỉ có 50k một cái bộ cạo râu 36 lưỡi. Bộ cạo râu 36 lưỡi này chỉ có 50k thôi. Giá cực kỳ ok luôn nhé. Để em ghi thẳng cái giá nó vào đây cho nó dễ. Đến lúc mà các bác chỉ việc là nhận hàng, các bác kiểm tra hàng, thanh toán là xong. Một con này cạo râu 36 lưỡi giá 50.000 đồng. Bút này để đâu nhỉ? 50k. Đấy thôi, 50k nhé các bác nhé. 50k cạo 36 lưỡi. Một cái sản phẩm tiếp theo. Một cái tông đơ, con này của Jin Chang, hàng của Đài Loan nhé. Giá của nó sẽ là 150.000 đồng, giá công khai trước luôn. Đấy, thì các bác ví dụ các bác chưa thấy cái sản phẩm nó chưa ý thì các bác có thể vui lòng tời qua cho em một chút để sang cái sản phẩm khác nhé. Một video của nhà em lên cũng rất là nhiều sản phẩm. Nó sẽ gồm có cho các bác một cái tông đơ này, sử dụng nguồn điện đó là nguồn điện từ 100 đến điện 240V. Công suất con này là 3W. Các bác về các bác cắm cái cục sạc vào đây này. Cắm vào đây. Đó, và các bác cắm sạc trực tiếp điện 220V. Nó sẽ gồm có cho các bác đó là bốn cái cữ này, 36912. 36912 và các bác lắp vào đây. Đấy. Bật lên này. Đấy, và các bác chỉnh ở đây. Nó sẽ có cho các bác là một cái chổi này, một cái lược này, một cái dây và một chai dầu bôi trơn. Cái bộ này thì một cái bộ như thế này, bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 150.000 đồng. 150.000 đồng một cái bộ cạo râu, một cái bộ tông đơ của Zichen. Các bác lên cho em mã này là mã tông đơ của Zichen. 150k một bộ nhé. Số lượng của nó thì có ở đây khoảng hơn chục bộ nữa thôi. Giá của nó rất là mềm luôn. 150k tông đơ hớt tóc của Zichen nhé.
Này thì ở bên shop nhà em lại về thêm rất là nhiều những mẫu sản phẩm thiết bị vệ sinh, những cũng như là vòi chậu. Đấy, thì ở con này hôm nay về thêm cho các bác một cái vòi chậu rất là chất lượng luôn. Con này thì đây, cân cho các bác luôn nhé. Cân trọng lượng luôn cho các bác luôn này. Một cân cả phụ kiện cả dây cấp của nó sẽ rơi vào 1,4 cân. Đấy, 1,4 cân cả dây cấp. Hàng đẹp luôn này. Lõi của nó này. Các bác có thể nhìn thấy, đây để em xoáy ra luôn nhé. Xoáy ra luôn cho các bác luôn này. Hàng cực kỳ đẹp luôn, lõi đồng. Lõi bên trong này của nó lõi đồng này. Hàng cực kỳ ok luôn, rắn chắc 1,4 cân đồng. Hàng đẹp luôn nhé. Con này thì có cả nóng cả lạnh. Đấy, thiết kế thì cực đẹp luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Okaramachi, hàng của nội địa Nhật. Đấy, hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Con này thì nó sẽ có cái kích thước nhé, để em đo cho các bác kích thước là từ mặt chậu lên này. Đấy, mặt chậu lên đến trên cùng này của nó sẽ rơi vào 17,5 cm, gần 17,5. Đấy. Cái đua dài ra này của nó thì đến cuối cùng là 17 cm. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã Larabo 1,4. Đấy, 1,4 kg thì cứ lên là Larabo 1,4 luôn nhé. Các bác khi nhận hàng các bác có thể test luôn. Larabo 1,4 này. Đấy, các bác lên cho em là Larabo này. Larabo 1,4. Con này bên em đang có mức giá đó là 550k. Giá siêu mềm luôn. Các bác chưa thấy cái chỗ nào mà bán giá mềm như em bán cực kỳ sát giá luôn nhé. Nên là các bác có thể yên tâm. Hàng đẹp, đấy, phụ kiện đi kèm theo là dây cấp, dây cùng các thứ nó đầy đủ luôn. Và con này thì có đầy đủ cả nóng lạnh. Đấy, con này có đầy đủ cả nóng lạnh nhé. Đấy, Larabo. Một cái mã tiếp theo này. Một cái dòng vòi chậu. Vòi chậu rửa bát. Con này thì cổ này của nó rất là mềm luôn. Con này thì là đầu nó là đầu due. Con này có nóng lạnh nhé. Cổ inox. Này, bộ của nó đây. Dây cấp của nó thì gần như là như nhau tất. 1,2 cân. 1,2 cân. Hàng của Toto. Hàng nội địa Nhật Made in Japan luôn này. Đấy. Bát. Dòng này xịn sò luôn. Nó sẽ có hai cái chế độ, một cái chế độ là tia và một cái chế độ là một tia, một chế độ là mưa. Con này thì có bác có thể xoay 360 độ. Xoay 360 độ này. Và các bác có thể bẻ lên bẻ xuống này. Cực kỳ ok luôn nhé. Đấy, hàng Toto. Con này các bác lên cho em mã này, mã vòi chậu nóng lạnh Due. Đấy, vòi Due nóng lạnh của Nhật. Đấy, con này thì bên em đang có mức giá chỉ có 400k thôi. 400k vào bên em bao ship nhé. Đấy, nóng lạnh Due của Nhật. 400k vào bên em bao ship. Đây em ghi giá luôn đây. 400k. Nóng lạnh Due Nhật 400k. Hàng đẹp luôn nhé. Tất cả nó đều có cho các bác đó là nóng lạnh. Cái dòng này có cả nóng lạnh cho các bác luôn. Đầy đủ luôn. Đấy, hàng của Toto số lượng thì của nó vẫn còn thoải mái cho các bác luôn nhé. Một cái mã tiếp theo này. Nóng lạnh rồi thì chúng ta có vòi lạnh này. Con này thì nó chỉ có một cái ống của nó thôi. Nhưng mà nó không có dây cấp nhé. Cái dòng này thì riêng ngoài loại vòi lạnh thì không có dây cấp. Ở đây thì nó cũng có để các bác chỉnh tia này. Đấy, các bác cũng có thể xoáy ra. Xoáy ra để các bác vệ sinh được. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy, các bác có thể xoáy ra để các bác vệ sinh được. Hàng đẹp luôn này. Các bác xoáy vào. Đấy, thanh gạt của nó này. Xoay 360 độ này. Và có thể bẻ cong lên cong xuống này. Đấy. Cổ mềm nên là các bác bẻ rất là tiện lợi, rất là dễ luôn nhé. Các bác về các bác thấy nó bị cong cong, các bác nắn lại theo ý của mình luôn nhé. Rất là tiện lợi luôn. Con này thì hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn. Con này thì hàng cũng là của Nhật. Đấy, Made in Japan này. Đấy, hàng Toto này. Con này thì bên em đang có mức giá mềm thôi, 250k. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã vòi lạnh Toto. Vòi chậu lạnh nhé. Nó cũng có cái lúc là nó về lô là Toto, cũng có lúc có lô nó về là lô của cũng là của Nhật tất, hàng nội địa Nhật tất, nhưng mà cũng có lúc là Toto, lúc là khác. Nên nếu bác nào mà yêu cầu phải là Toto thì các bác cứ phải bảo em nhé, còn không thì các bác cứ bảo em là nóng lạnh Due là được. Lạnh Due này. Lạnh Due này. 250k. Lạnh Due nhé, 250.000 đồng cái vòi lạnh Due này. Một cái mã vòi lạnh tiếp theo này. Gạt này. Gạt này. Gạt này. Gạt này. Con này thì nó là một cái dòng vòi chậu lạnh,
con này cũng vòi chậu lạnh, hàng này cũng là của Toto luôn. Đấy, con này nó có thể gạt cho các bác bốn hướng. Đầu tiên này, nó là một cái đầu, đấy, một cái đầu xả tự do này, đầu nước ngang này, đấy là tất cả chỗ này sẽ chảy nước này, hai tia này và phun như mưa. Hàng đẹp luôn nhé, hàng của Toto. Con này cũng là vòi lạnh. Đấy, các bác về các bác bắt rèn lên đây. Con này thì giá mềm thôi. Bên shop em đang có mức giá đó là 400k. 400k nhé. Cái loại này thì nó cao cấp hơn cái loại kia một tí chút. Đấy. Cũng là của Nhật nhưng mà kiểu dáng các thứ của nó khác. Các bác lên cho em mã này, mã gạt lạnh. Gạt lạnh này. Nó sẽ có hai màu nhé, màu xám và màu inox. 400k. Gạt lạnh 400k các bác nhé. Đó. Đấy, hàng đẹp luôn nhé. Đây hai màu đây các bác này. Hai màu này, màu xám và màu inox, thì các bác ưng mã nào, màu nào thì các bác cứ nói rõ với em nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này gạt lạnh. Gạt lạnh 400k bao ship. Một cái mã tiếp theo này. Một cái mã vòi gạt nóng lạnh. Con này cũng thế này. Đầu của nó cũng thế. Đấy, nó cũng có tia như thế này. Nhưng bên dưới của nó là nóng lạnh này. Đây để em cân luôn cho các bác luôn. Bộ của nó đây. Đấy. Trọng lượng của nó thì nó rơi vào cửa một tầm cân 3. Một cân 3 cả tất cả phụ kiện cả bộ. Đây. Cả bộ nó sẽ rơi cho các bác vào nó khoảng một tầm 1 cân 4, gần 1 cân 4 nhé. Ngót nghét 1 cân 4. Đó, hàng đẹp luôn. Dây cấp gì cũng các thứ đều ok luôn này. Này, cổ của nó này. Rất là các bác cầm và các bác biết ngay là cái chất lượng của nó rất là chắc chắn luôn nhé. Con này thì nó là vòi nóng lạnh. Nó cũng có hai màu, màu này và màu inox. Đấy, màu này và màu inox hai màu này. Đấy. Đều là hàng xịn sò luôn, hàng của Toto. Đấy, nóng lạnh. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 500k. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã gạt nóng lạnh. Gạt nóng lạnh. Gạt nóng lạnh này, 500k bao ship. Gạt nóng lạnh 500k với nhà em bao ship nhé. Màu của nó thì các bác yên tâm rồi, có thể thoải mái chọn màu. Đấy. Một cái mã tiếp theo này. Một con vòi chậu, cũng là chậu rửa tiếp. Con này là của Toto, nhưng con này thì nó không có rua dùng gì cả. Trơn luôn. Đấy, trơn luôn nhé. Đấy, nhưng mà nó chỉ có một màu inox thôi. Nó phụ kiện của nó có các thứ nó cũng đầy đủ. Giá giết các thứ là đầy đủ hết. Cái này để vào đây không lại nhầm. 1kg. Đấy, 1kg. Các bác lên cho em mã này, mã vòi chậu Toto nhé. Vòi chậu Toto này. Con này thì nó là vòi phổ thông, tất cả các vòi nó phổ thông như thế. 450.000 đồng. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã vòi chậu Toto. Đấy, vòi chậu rửa bát nhé. Vòi chậu rửa bát Toto. Chậu rửa Toto này. Chậu to to 450k. Chậu to to 450k vào bên em bao ship luôn. Đấy, hàng đẹp luôn, xịn sò, có cả nóng lạnh đầy đủ. Dây cấp, con này thì phải hơn cân một tí, tại vì nếu mà có dây cấp thì nó phải hơn cân một chút nhé. Hàng đẹp luôn. Một cái mã tiếp theo này. Vòi xịt vệ sinh này. Hàng của Toto này. Xịt này. Một bộ của nó sẽ gồm có này, một dây cấp. Chọn bộ của nó là 400g. Chọn bộ của nó là 400g luôn này. Đấy, đây em đo nội thất thôi nhé. Còn nếu mà các bác lấy vỏ thì nó sẽ ấy hơn. Hàng đẹp luôn nhé. Cầm các bác cầm chắc chắn luôn. Nếu mà các bác so sánh với vòng hàng chợ thì không thể so sánh được. Con này hàng xịn sò luôn. Đấy. À, một cái mã bột bộ như này. Bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 180k. Các bác lên cho em mã này, mã xịt vệ sinh. Xịt vệ sinh 180k trên cái. 180.000 đồng một cái xịt vệ sinh như này. Hàng bao cho các bác luôn nhé, xịn sò luôn. Đấy, bao cho các bác xịn sò và đẹp. Đấy. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Một cái mã củ sen. Củ sen. Chọn một bộ của nó này. Nó sẽ gồm có cho các bác là những chữ Z. Chữ Z ở trong hộp này này. Củ sen này.
dây cấp này, bát chè này, và một cái giá. Ô, cái giá của nó sẽ là giống như này nhưng màu xám nhé. Nó sẽ rơi vào các bác là hơn 1,2 cân một chút. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Này, thương hiệu của nó là thương hiệu của Okazamachi. Màu xám, đường nước da này. Đấy, chữ Z để các bác bắt vào tường này. Rất là tiện luôn nhé. Ở đây này, đấy các bác vặn này. Đấy, đến giữa này là nó cạch cái là các bác khóa nước là giữa. Còn các bác vặn sang bên này thì nó sẽ ra là xả, một vòi xả đây. Đấy, và một vòi bát, lên bát sen. Nó sẽ có đầy đủ cho các bác lên bát sen nhé. Các bác lên cho em mã này, mã củ sen mã 1. Củ sen mã 1 nhé. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 650k. Củ sen mã 1 650.000 đồng và bên em bao ship đầy đủ bộ luôn. Đầy đủ bộ luôn. Củ sen mã 1 650.000 đồng, thương hiệu Okazamachi. Hàng cực đẹp luôn nhé. Thực sự với các bác luôn là ở thị trường cái loại này người ta chưa bán ở Việt Nam mình đâu. Đấy, ở Việt Nam mình hàng bãi chưa bán. Đấy, đẹp xịn xò luôn, hàng hiếm luôn nhé. Cái dòng này hàng hiếm luôn, nên là các bác nhanh tay. Hàng xịn xò luôn, hàng nội địa Nhật Okazamachi. Các bác lên mã đây là mã củ sen mã 1 nhé. Còn đây, củ sen mã 2 đây. Nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái bát sen này, một cái dây này, một cái bát sen này, một cái củ sen này. Chữ Z này. Và một cái giá của nó nữa này. Đấy, chọn bộ con này là 1,5 cân. Chọn bộ của con này nó sẽ là 1,5 cân nhé. Hàng đẹp luôn. Em soi gương được luôn này. Ngoài Bắc nóng quá em còn đang cởi trần. Đấy, nhưng mà soi gương được luôn đây. Xin chào các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thấy soi gương được luôn là có biết rồi. Đây, hàng đẹp luôn. Chữ Z này, để các bác bắt này. Đây, đầy đủ bộ luôn. Đây. Đấy, đầy đủ bộ luôn nhé. Dây cấp dây củng đầy đủ luôn. Các bác lên cho em mã này, mã củ sen mã 2 nhé. Củ sen mã 2 này. Đấy, có cả vòi xả tự do vào đây. Con này thì nó thuần túy hơn. Con này thì nó phổ thông trên thế giới, nó cái bộ này nó thuần túy. Đấy, đẹp luôn nhé. Inox 304. Hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Đấy, trọng lượng của nó là cả bộ là 1,5 cân. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã củ sen mã 2. Mã 2 này. 650k. Bao ship luôn. Mã 2 650k và bên em bao ship. Đấy, củ sen mã 2. Hàng đẹp luôn. Đẹp, xịn sò, chất lượng. Đấy, nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn. Kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác không phải thanh toán nhé. Một cái mã tiếp theo. Một cái bộ bát sen lẻ. Bát sen lẻ này. Đấy. Hàng đẹp luôn này. Công tắc bật tắc này. Và các bác có thể chỉnh tia này. Ở đây này. Dây cấp giá treo này. Chọn bộ luôn. Chọn bộ của nó luôn. Hàng của nội địa Nhật nhé. Made in Japan. 180.000 đồng. Bát sen lẻ. 180k. Bát sen lẻ 180.000 đồng một bộ. Bát sen lẻ 180.000 đồng một bộ luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy, đẹp và xịn sò. Một cái mã nữa này. Một cái dòng vòi xả tự do. Con này cũng là của Toto luôn. Đấy, trọng lượng của nó này. Gần 200g. Nó sẽ có một bộ này. Đấy. Các bác có thể bắt những cái như kiểu là máy giặt các thứ vào đây này. Cái cổ ngỗng này của nó có thể đoán được hết. Đấy. Và nó rất là dễ luôn. Con này có thể tăng được áp. Tăng được áp lực nước. Cực kỳ ok luôn và cực kỳ bền luôn nhé. Hàng con này thì hàng của nội địa Nhật Toto. Con này thì giá mềm thôi, 100.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã xả tự do nhé. Xả tự do 100k một cái. Hàng đẹp luôn. Các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một cái mã sản phẩm nữa này. Một cái dòng chia. Cái này bộ chia ở bệt ấy. Nó sẽ có hai màu, một màu này và một màu inox. Inox bóng. Con này thì nó sẽ là chia và giảm áp. Con này thì nhà bác nào mà đang làm bệt, đang có bệt đấy, thì các bác mà đang dùng bơm tăng áp thì chúng ta nên có một cái. Nó giảm áp đi đấy, các bác chỉ cần xoáy vặn này, cho nước, ví dụ là nước vào trong thiết bị vệ sinh, nó chỉ cần cho nhỏ nhỏ thôi, thì rất là tiện. Rất là tiện luôn nhé. Đấy, một cái bộ này như này. Bên nhà em đang có mức giá của nó 400k. 400k một cái bộ chia nước như này. Và bên nhà em bao ship nhé. Hàng của Toto.
hàng đảm bảo cho bác luôn, xịt để bác xịt rửa vệ sinh rất là tiện lợi luôn này. Cái này xịt rửa vệ sinh, còn cái đầu này các bác cho vào cái bệt để các bác vặn hay các bác chỉnh để làm sao mà cho áp lực nó nhỏ nhất có thể để nó không bị hại đến cái thiết bị của các bác. 400k một bộ đầy đủ cho các bác luôn. Đây dùng xong các bác treo lên này, đẹp xịn sò. 400k về nhà bao ship nhé. Đấy, bộ chia nước 400k bao ship. Cái mã tiếp theo này đó là một cái dòng cây sen nhé. Cái dòng cây sen này là dòng cây sen phím đàn này các bác này. Đấy, nó có cả hiển thị nhiệt độ nhé, rất là ok luôn. Đó, con này thì dùng rất là ok, rất là tiện lợi, rất là xịn sò luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác đây bát sen mưa này. Đấy, và một cái bát sen tay như các sen bình thường các bác tắm. Ở đây là các bác chỉnh kia nhé. Nó sẽ có cho một cái giá đây để các bác treo lên. Nó sẽ có giá các bác treo lên nhé. Ở dưới này này, quan trọng là bên dưới củ này nhé. Đấy là hai cái bên trên này. Bên dưới củ này thì nó sẽ có cho các bác đó là một cái vòi xịt. Một cái vòi xịt này để các bác xịt rửa này. Đấy, và một cái vòi xả tự do nhé. Con này thì khi các bác dựng lên cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy. Hàng này hàng của Germany nhé, design Germany này. Đấy, rất là xịn sò, phím đàn, có hiển thị nhiệt độ. Con này thì đây, để em xin xoáy ra để em cân cho các bác luôn cái củ sen này của nó. Cân cho bác cái củ sen nhé. Tại vì nó có rất nhiều loại. Đấy, thì các bác cứ theo cái trọng lượng của cái củ. Đấy, là các bác biết tại vì củ này là của nó là củ loại đồng. Củ này của nó là củ loại đồng này, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, để em tháo hết phụ kiện ra nhé. Đấy, người ta sẽ cân nguyên cái củ này. Đấy, là cái mức giá của nó sẽ theo cái củ này của các bác này. Đấy. Cái củ sen này của nó là nó sẽ là hơn 2 cân một chút nhé. Hơn 2 cân một chút. Hàng của Germany nó sẽ có 4 cái chế độ này. Đầu tiên là một cái xả tự do này. Đấy, cái vòi xịt này. Cái bát sen cây này. Và cái bát sen thường này. Còn các bác chỉnh nhiệt độ ấy, thì các bác sẽ chỉnh ở đây cho em này. Đấy, các bác muốn mở nước, đây là các bác mở chế độ. Còn đây các bác chỉnh nước này, chỉnh nóng lạnh. Thì các bác muốn mở lạnh thì các bác chỉ cần hơi nhẹ xuống tí thôi. Còn các bác muốn mở sang nóng lạnh thì nó sẽ tầm giữa này nó đã bắt đầu nó sẽ pha nước nóng lạnh cho các bác. Và cái đồng hồ hiển thị nhiệt độ này nó sẽ hiển thị nhiệt độ lên nhé. Hàng đẹp luôn, con này xịn sò chắc chắn. Và hàng đảm bảo đủ phụ kiện nhé, chữ Z tất cả các thứ để các bác về các bác lắp luôn. Đấy, củ đồng. Giá của con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 1.900.000 đồng. 1.900k của bên nhà em bao ship cho các bác cái mã cây sen này. Cây sen phím đàn. Đấy, cây sen phím đàn. Cây sen này. 1.900k. Bao ship toàn quốc. 1.900.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Này thì ở bên shop em về thêm cho các bác một số những dòng bếp ga phun chức năng này, nấu cơm này, đun nước này, hẹn giờ lò nướng này. Đấy, chế độ nhiệt độ này, những cái bếp này thì các bác rang lạc thoải mái luôn nhé. Đấy, bật bếp ga lên rất là nhạy luôn này. Đó, bật rất là nhạy luôn nhé. Các bác bật bếp ga này nhé, thì các bác lưu ý này, lúc đầu tiên về thì các bác dí chặt nút cho em này. Đấy, bao giờ nó lên lửa như này thì thôi. Đấy, bên lạnh thế. Đấy, còn những lần sau thì các bác đơn giản thôi. Đấy, các bác chỉ ấn này cái bác bỏ tay ra là cũng được. Đấy, ấn này cái bỏ tay ra là cũng được. Đó, nó rất là nhạy luôn, nhưng mà ga các bác có thể để ý này, rất là xanh luôn. Ga rất là xanh và rất là đẹp. Đấy, hàng này thì cực kỳ nét luôn. Lò nướng thì đây, các bác có thể nhìn thấy. Sạch sẽ. Con này thì hàng của Zinai. Ờ, em xin lỗi. Hàng Zinai nhé. Đây, thay lò nướng các thứ của nó này. Trắng như ngọc trinh luôn. Đó. Một con phun chức năng. Một con bếp ga phun chức năng. Đây, bên trong lò nướng của nó đây. Các bác có thể nhìn thấy. Sạch. Sạch đẹp luôn nhé. Con này thì hàng đẹp. Đời của con này thì sẽ là đời 2021 nhé. Đời 2021. Cái kích thước của cái bếp này, chiều ngang của nó sẽ là 59cm. Một chiều này của nó sẽ là 40,5. Đấy, 40,5. Chiều cao của con bếp này nó sẽ rơi vào 17,5cm. Bếp ga nhạy, lò nướng 2 tầng lửa. Có hẹn giờ của lò nướng này. Đó, hẹn giờ của lò nướng đầy đủ cho các bác luôn. Tắt. Hàng đẹp luôn nhé. Bên trên mặt của nó đây, các bác có thể nhìn thấy. Sạch sẽ. Tất cả đều sạch sẽ. Cực kỳ ok. Con này thì các bác lên cho em cái mã bếp ga này. Là các bác lên cho em mã này là mã Q1. Q1 này. Đấy, các bác nào mà tính cẩn thận thì các bác có thể chụp lại màn hình giúp em nhé, để các bác lưu lại. Khi nhận hàng các bác kiểm tra đúng cái bếp ga như này thì các bác nhận hàng nhé.
hàng đẹp luôn này. Q1 này 2.600.000. Bao ship luôn. Q1 2.600.000, đời của nó là đời 2021 nhé. Cái mã bếp ga tiếp theo này, một con Z9 nữa này, mặt cũng là mặt trắng, con này mặt rất là đẹp. Quên mất không giới thiệu nhé, hai bên bếp đều có bếp chống cháy nồi nhé. Con này thì đều có bếp chống cháy nồi này. Các bác đun ở đây thì nếu mà nồi không có gì mà nó cháy thì nó sẽ nhiệt độ nó lên đủ. Con cảm biến này thì nó sẽ tự động tắt. Gà rất là đẹp luôn. Gà rất là đẹp luôn. Đó, hàng cực kỳ ok. Lò nướng này, dòng Z9 thì các bác thì có thể nhìn thấy lò nướng của nó bằng inox cực kỳ đẹp. Đây, bên trong lò nướng này cũng cực kỳ sạch đẹp này, lưới chống chuột này. Tặng kèm thêm cho các bác là lưới chống chuột rồi. Đấy, bắt rất là chắc chắn luôn, rất là đẹp luôn nhé. Lưới chống chuột nhà em là lưới chống chuột inox các bác nhé. Đấy, con này thì kích thước của nó này 59 nhân với lại ngang này của nó, nó là 41. Một chiều sâu này của nó sẽ là 17.5. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Con này thì không tì vết luôn. Đấy, bên hông này này, bên hông này của nó sẽ bị hơi móp móp một chút nhé. Nó thực ra là nếu mà các bác nhìn, các bác nhìn thấy hơi hơi một chút thôi. Đấy, nhưng mà em sẽ giá của nó sẽ giảm cho các bác luôn. Đời con này cũng là đời 2021. Trong lúc vận chuyển ý, thì thợ nhà em nó làm thì nó bị hút cái xe rùa vào, hút cái xe đẩy vào thì nó bị hơi móp một tí. Còn tất cả thì không việc gì hết. Đấy, tất cả các bác nhìn thấy gà rất là đẹp, rất là xanh luôn. Đấy, hơi móp một chút nhé. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã Q5. Q5 nhé. Con này bên em đang giảm giá cho các bác xuống còn 2.400.000. Mã Q5 này hơi móp một chút thôi. Thực ra em nắn được, thế nhưng mà nó các bác về tự nắn thì nó tốt hơn, đỡ mất gì. Đấy, Q5 2.400.000. Bao ship. Đấy, em cứ muốn nó thực tế, móp là bầu là móp chứ không mông má đâu. Đấy, Q5 2.400.000 và bên em báo ship nhé. Cái mã tiếp theo này, một cái dòng bếp ga. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Paloma. Đấy, hơi bụi tí. Hơi bụi tí nha em, để đây nó hơi bụi. Quên trước kia xin lo cho các bác. Con này thì riêng dòng Paloma lúc nào cũng thế, nó sẽ có cái chắn khói ở đây. Đấy, chỉ có Paloma nó mới có thôi nhé. Đấy, cái này là bụi thôi, chứ không phải có gì cả. Bụi thôi nha các bác nhé. Đấy, còn bếp này. Con này là phím xoáy này. Rất là ok luôn. Rất là ok luôn nhé, phím xoáy. Hàng đẹp luôn. Đấy, các bác có thể tăng giảm ga này. Rất là tiện lợi. Con này cũng có lò nướng luôn. Có lò nướng luôn. Cực kỳ ok luôn nhé. Tất nhiên là sẽ có tặng kèm thêm cho các bác đó là lưới chống chuột. Tất nhiên là sẽ tặng kèm thêm cho các bác là lưới chống chuột rồi, nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, lưới chống chuột bằng inox nhé, lưới xịn luôn. Đó. Con này thì nó là phím xoáy nên là kích thước của nó rất là nhỏ gọn. Chiều ngang của nó sẽ là 56cm. Nhân với một chiều này của nó sẽ là 39cm. Con này tổng chiều cao của nó sẽ là gần 18. Đời con này nó sẽ là đời 2021 nhé các bác nhé. Bếp chống cháy nồi này. Vặn nhẹ ga là lên này. Ga rất là đẹp luôn. Vặn nhẹ ga là lên, ga rất là đẹp luôn nhé. Đó. Hàng này thì giá của nó sẽ mềm hơn những dòng phun chức năng kia. Như mấy con phun chức năng thì nó sẽ cao hơn, còn con này nó không có phun chức năng. Mặt của nó cũng là mặt men nên là các bác dùng các bác cũng rất dễ vệ sinh luôn. Các bác lên cho em mã này, đó là mã Q6. Q6 1.900.000 bao ship luôn. Q6 1.900.000 bao ship. Một con tiếp theo. Con này cũng là Paloma, phím ấn này. Đấy, phím ấn nhé. Ga rất là đẹp luôn, rất là xanh. Bếp chống cháy nồi này. Tất cả bếp ga nhà em đều một cặp bếp chống cháy nồi hết. Đó, tặng kèm theo pin và là lưới chống chuột rồi. Con này thì rất là ok luôn, lò nướng của nó đây. Lò nướng con này đây. Bên trong này, sạch sẽ luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy lưới chống chuột các thứ bắt gọn ghẽ cho các bác luôn. Đẹp chứ không phải là xấu đâu. Nên là các bác có thể yên tâm. Hàng này cực kỳ ok luôn nhé. Kích thước của con bếp này đây, nó sẽ rơi vào 59 nhân với một chiều của nó là 41. Chiều sâu của nó sẽ là 18cm.
Bếp ga này của nó, đời của nó sẽ là đời 2021 nhé. Đời 2021, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con này thì các bác về chỉ việc cắm ga vào thôi. Chỉ việc cắm ga vào là dùng thôi. Con này các bác lên cho em mã này là mã Q7 nhé. Phím ấn 2.100.000 đồng. Q7 2.100.000. Bao ship luôn. Mã Q7 này. Đấy, phím ấn. Gà các bác có nhìn thấy gà rất là đẹp luôn. Xịn sò, đẹp, chất lượng luôn. Nhận hàng nhà em ý, thì các bác yên tâm luôn, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Đây, cực kỳ ok luôn này. Bếp ga Paloma. Một cái mã bếp ga tiếp theo này. Một con Nobit, cái ga Nobit này. Con này thì full chức năng, hàng Nhật bãi nhé, hàng nội địa Nhật. Gà xanh đét đẹp luôn. Đấy, bên này là chế độ nấu cơm này. Đấy, các bác có thể nấu cơm này. Bên này có chế độ đun nước này, hầm nấu các thứ này. Đấy, lò nướng 2 tầng lửa này. Lò nướng 2 tầng lửa. Hẹn giờ được. Đấy, lò nướng 2 tầng lửa. Cực kỳ ok luôn. Đó, khay lò nướng này. Bên trong lò nướng của nó này. Cực kỳ sạch sẽ. Và tặng kèm thêm cho các bác là lưới chống chuột. Bắt cũng cực kỳ ok luôn. Đấy, cực kỳ chỉnh chu. Đó, hàng này hàng cực kỳ đẹp luôn rồi. Con này có một cái điểm đó là đây, không che giấu gì luôn nhé. Em dán cái giấy này vào thôi, nó hơi bị mất cái màu sơn của nó tí này. Đấy, nó hơi xước sơn một chút. Đấy, thôi để em bỏ vứt ra luôn cho đỡ mất thẩm mỹ. Con này thì đời của nó là đời 2021. Con này bị xước một chút ở đây. Đấy, giá của nó thì các bác lên cho em mã này là mã Q7. Q7 2.400.000. Bác nào mà không quan trọng ngoại hình ý, thì các bác có thể lấy con này. Đấy, vì hoặc là lấy con kia cũng được. Con này thì vuông vắn nhé, vuông vắn nhưng mà mất cái mặt này. Đấy. Q7 2.400.000. Bao ship luôn nhé. Bao ship toàn quốc luôn, các bác có thể nhìn thấy này. Ga lên rất là xanh. Ga rất là xanh, rất là đẹp. Đun những dòng này thì tiết kiệm ga, các bác yên tâm luôn. Bếp chống cháy nồi cũng đầy đủ luôn nhé. Bếp chống cháy nồi, chế độ an toàn của nó. Ngắt ga, tự động ngắt ga các thứ. Rất là ok luôn, hàng nội địa Nhật đây. Tokyo ga này, đây. Vẫn còn số điện thoại của tổng đài ga của Nhật luôn. Hàng xịn sò luôn, nguyên đài, nguyên kiện, nguyên bản. Q7 2.400.000 bao ship. Cái mã bếp ga tiếp theo. Một con này cũng là thương hiệu của con này có thương hiệu của Raman. Đấy, hàng đẹp luôn nhé, màu của nó màu xám. Đời 2021, đời cực kỳ cao luôn nhé. Bếp ga nhà em đời cực kỳ ok luôn. Bếp chống cháy nồi này. Gà rất là đẹp. Tất cả vệ sinh ga rất là đẹp nhé. Tặng kèm thêm cho các bác đương nhiên rồi, đó là một đôi pin. Tặng kèm thêm cho các bác đó là một đôi pin luôn. Kích thước của nó này. Cm nhân với một chiều của nó là 42.5. Chiều cao con này là 18.5 cm. Lò nướng nguyên bản luôn nhé. Sạch, sạch sẽ luôn. Đó, và tất cả đều rất là còn rất là ok, dùng thoải mái. Đấy, bật bếp là nhẹ nhàng là nó sẽ lên, bật bếp nhẹ nhàng là nó sẽ lên. Đó, con này thì các bác lên cho em mã này là mã Q8. Q8 con này thì giá của nó sẽ là 2.600.000 nhé. Q8 này. Q8 2.600.000 và bên nhà em bao ship. Q8 này. 2.600.000. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em ý, thì các bác yên tâm luôn là kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác có thể thanh toán nhé. Nên là các bác yên tâm. Đấy, đợt này thì giới thiệu cho chị em một số những cái mẫu mài dao. Ở đây thì có cả mài ba khe và cả có cả máy mài dao. Đấy, thì em xin giới thiệu cái dòng máy mài dao này trước này. Con này thì hàng này có thương hiệu của Bosch. Nó sẽ sử dụng cho các bác đó là sử dụng pin sạc. Đấy, nó sẽ cũng sẽ có một cái USB. Nếu mà các bác nào cần thì các bác có thể cắm ra trực tiếp. Đây, như thế này. Đó, thì các bác cũng có thể cắm trực tiếp vào. Và đây, con này thì nó sẽ bật. Bật này. Nó sẽ có hai cấp độ nhé, cấp độ 1, cấp độ 2 này. Đó, thì các bác chỉ việc về và các bác đặt con dao vào đây là các bác mài thôi. Nói chung cũng rất là tiện. Đấy, các bác mài dao cũng rất là tiện. Đá trong này nó có một cái bên là mịn và một cái bên là nhám. Đấy, một cái mài phá và một cái mài mài được. Con này thì cũng rất là ok luôn nhé. Hàng của Bosch,
có cả USB các thứ cho các bác. Dòng này thì chị em phụ nữ đấy nào mà chỉ cần cắm cái điện và không cần cắm điện được. Đấy, hết điện thì chúng ta với sạc cũng được. Đấy, các bác bật lên và các bác mài, nó sẽ có cấp độ 1 và cấp độ 2. Thì nếu mà chưa dùng quen thì chúng ta cứ dùng cấp độ 1. Đấy, còn lúc nào mà dùng quen rồi thì các bác hãy dùng sang đến cấp độ 2. Hàng xịn luôn nhé, hàng của Đức. Chất lượng của nó thì ok, các bác nhận hàng nhà em thì cứ kiểm tra hàng thoải mái. Còn máy mài dao này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó sẽ là 280k. Và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. 280.000 đồng mà bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, nhận hàng ấy thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán nhé. Mã tiếp theo này, nếu mà bác nào mà không muốn mài bằng cái máy thì các bác có thể mài bằng cái này. Đấy, các bác chỉ cần kéo kéo dao qua thôi. Cái này gọi là mài ba khe nhé. Mài ba khe này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Katashiwa. Hàng của nó là hàng nội địa Nhật. Con này thì dùng cũng rất là ok, rất là tiện lợi luôn. Con này thì các bác làm ở chợ này. Đấy, những cái dòng này nó rất là nhỏ gọn nhưng các bác đều có thể mang đi chợ được để các bác làm. Đấy, nhất là bác nào mà bán thịt. Đấy, thì con này rất là tiện luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn, thương hiệu của Katashiwa này. Đấy. Con này thì chỉ cần cầm và lấy dao lướt kéo 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 là được. Giá của con này thì nó sẽ mềm hơn. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 140k. Cái mài ba khe nó bằng tay nên là nó sẽ rẻ hơn nhé. 140k một cái. Mài dao ba khe này. Một trăm bốn mươi k 140k một cái nhé, mài ba khe này đó. Một cái mã kế tiếp, bác nào mà cũng không biết biết mài bằng cái đá mài này thì là tốt nhất này. Đá mài nước này. Đấy, con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Katashiwa này. Con này thì nếu mà các bác nào mà mài bằng đá mài này là nó sắc nhất mà nó tiện nhất này, nhưng mà cái này lại phải biết mài thì mới mài được. Cái dòng này thì hàng của nó là hàng nội địa Nhật, nó sẽ có hai mặt, độ nhám một mặt là 5.000, một mặt là 10.000 cho các bác. Đấy, 5.000 10.000 này, hàng cực kỳ ok luôn, hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, con này thì nó sẽ có cái kích thước của cái đá mài nhé. Đá mài này thì viên đá mài thì em đo kích thước cho bác luôn, 18, ngang của nó là 6, dày của nó là 2,8 cm. Hàng của nội địa Nhật, con này dùng rất là ok luôn. Nó sẽ có một cái miếng lót cao su này. Đấy, để các bác đặt đây. Ví dụ các bác mài dao này thì nó không bị nó sẽ không bị trôi. Con này mài rất là thích luôn nhé. Nhà em vẫn đang mài, thực sự rơi các bác luôn là mài con dòng này thì nó rất là sắc, nó sắc ngọt. Nó sắc ngọt hơn nước luôn. Đấy, Katashiwa. Con này thì giá mềm thôi. 90k một viên. 90k một viên nhé. Đấy, đây là những cái mẫu đá mài nhà em này. Rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy, quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Này thì lại về thêm rất là nhiều những cái mẫu hát Mitsure này, hàng này còn nguyên hộp nhé. Trước kia thì hàng không có hộp nhưng hàng đợt này có cả hộp luôn cho các bác luôn. Fude H38 Pro này. Đấy. Con này thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là hai cái mic. Hai cái mic này. Đấy. Hàng đẹp luôn nhé. Một cặp mic này, pin này. Pin nó sẽ có 3 quả, một cái cổng chuyển đổi thì ở đây sẽ có 3 quả pin, thì các bác lắp lần lượt theo thứ tự là lắp vào cái đốc chuyển đổi này này. Đấy, các bác lắp vào cái chốc đốc chuyển đổi này và hai cái mic thì ở đây nó có cổng sạc luôn nhé. Hai cái mic này thì ở đây nó có cổng sạc cho các bác luôn. Đấy, các bác lắp vào. Cực kỳ ok luôn và các bác bật nguồn lên. Đó. Và các bác chỉ cần cắm cái thiết bị này vào cái âm ly hay là cái loa hay là các bác thứ. Cổng này cổng phổ thông này. Các bác chỉ cần cắm vào là xong. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác sợi dây cáp sạc. Và một cái đầu chuyển đổi. Và một cái đầu chuyển đổi. Đấy. Cái nào mà có cái áo UX thì các bác cũng có thể cắm được. Đấy, các bác có thể cắm được. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác đó là cái này này. Để các bác có thể sử dụng. Để vào đây. Ví dụ các bác rơi thì nó sẽ hạn chế được va đập. Hạn chế được va đập nhé. Và bật tắt này. Đấy, nó off này. Bật lên on này. Nó sẽ hiển thị phần trăm pin này, sóng các thứ này. Rất là tiện. Đó. Đấy, các bác chỉ cần tháo ra và các bác bắt là xong. Hàng của Rure Made in USA của Mỹ này.
Một cái bộ mic mic Mỹ như thế này thì bên nhà em đang có mức giá của nó cũng êm đềm thôi, 550k và bên nhà em bao ship nhé. Mic Mỹ, mic không dây, 550k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã này. Hàng này thì các bác yên tâm luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò luôn. Nhận hàng nhé, các bác lắp pin vào, cắm thử, hát thử cho em. Được thì nhận, không nhận được thì thôi. Đấy, cho nó dễ. Đấy, và giá thì là rất là mềm rồi. Giá thì bao cho các bác là giá mềm luôn, 550k bao ship. 550k bao ship. Đấy. Một cái mã tiếp theo, nếu mà các bác khi các bác sử dụng rồi đúng không? Thì chúng ta có cái đốc sạc Lico Kala. Để các bác có thể sử dụng. Đốc sạc này thì là nó là đốc sạc 4 viên pin nhé. Các bác có thể lắp được từ những dòng pin bé đến dòng pin to. Đấy, những dòng pin 18650 này thì các bác đều có thể sạc được. Đây thì em lắp cho các bác thử cái đây nhé. Đấy, các bác có thể sạc được thoải mái luôn. Đấy, con này thì các bác có thể 1, 2, 3, 4 viên. Hay là các bác thích sạc 1 viên, 2 viên đều được. Đấy, dòng này thì nó sẽ sử dụng cho các bác này. Cái nguồn điện của các bác, nguồn điện vào là 110 đến 240V. Đây, nó sẽ có cái dây của nó đây. Nó sẽ có cái dây điện để các bác cắm trực tiếp vào cái điện lưới của nhà chúng ta nhé. Điện 220V hay 110 đều được. Ngoài ra thì nó còn có chỗ để các bác cổng chờ 12V nữa. Đó. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Nó sẽ hiển thị phần trăm các thứ ở đây. Và con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 350k. Các bác có thể sạc 1 viên pin, 2 viên pin, 3 viên pin, 4 viên pin. Các bác đều có thể sạc thoải mái luôn. Và đây, ở đằng sau này thì nó sẽ có cái cỡ pin của các bác này. Máy trợ thính, máy đo nhịp tim, máy đo huyết áp các thứ đều có thể sử dụng được. Đấy, những cái tất cả những cái dòng pin của nó có thể sạc được. Rất là nhiều luôn nhé. Rất là nhiều pin các bác có thể sạc được thoải mái luôn. Giá thì rất chi là mềm luôn. Con này hàng xịn nhé. Cái dòng này là hàng xịn. Nó rất là nhiều trên thị trường, nó có bổ là nhiều người bổ là có vài chục. Thế nhưng mà nó tiền nào vải nấy các bác nhé. 350k bao ship. Các bác lên cho em mã là đốc sạc 4 của Lico Kala. Đốc sạc 4 pin của Lico Kala, 350.000 đồng và bên em bao ship. Bác nào mà không muốn sạc đến 4 pin thì ở đây nó cũng có là loại đốc sạc 2 pin. Đốc sạc 2 pin thì nó đơn giản hơn, nó chỉ có một cái sợi dây cáp sạc này. Sợi dây cáp sạc và một cái đây này. Các bác có thể sạc được pin to, pin bé nhé. Đấy, và con này thì nó có thể làm cả, ví dụ là các bác hết pin ấy, các bác có thể làm cả sạc dự phòng. Nó có cổng út ra này. Đấy là cổng này là cổng USB. Đấy, các bác có thể làm sạc dự phòng. Rất là tiện. Hàng của Lico Kala. Đây. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể sạc pin mic các thứ. Rất là ok. Con này thì giá của nó mềm hơn. Con này thì chỉ bằng gần nửa tiền con kia thôi. Con này thì 200k và bên em bao ship. Đấy, con này thì đây nó cũng có thể sạc được cho các bác. Nó cũng có thể sạc được cho các bác bằng này, cái loại pin này. Đó. Các bác lên cho em mã này là mã đốc sạc 2 pin. 200k và bên em bao ship nhé. Hàng của Lico Kala hàng xịn luôn. Hàng của Lico Kala hàng xịn luôn. Đấy. Cắm vào. Đây là sạc vào. Còn nếu mà các bác cần thì các bác có thể cắm vào đây. Thì là lấy USB là các bác sẽ có thể làm sạc dự phòng. Những lúc bí quá các bác có thể sạc điện thoại. Rất là tiện. Hàng đẹp luôn nhé. Cái mã tiếp theo này. Một cái dòng dây câu bình này các bác này. Con này thì 2000mAh nhé. 2000mAh này. Ở đây thì nó sẽ có hai sợi. Một sợi màu đỏ và một sợi màu đen cho các bác luôn này. Đấy, một sợi màu đỏ và một sợi màu đen này. Hai sợi này. Đó, thì nó sẽ thành mỗi một sợi của nó là 4m. Hai sợi nếu mà khi các bác cộng lại của nó sẽ dài ra đến 8m. Đó, để ví dụ mà khi mà các bác bình ắc quy của các bác hết bình ý, thì các bác có thể kẹp vào và các bác đè lên. Các bác kẹp vào và các bác đè lên để các bác có thể nổ xe. Để có thể nổ xe đến đi đã. Đấy. Con này thì rất là ok luôn nhé. Dòng dây câu bình này các bác có thể câu bình xe ô tô sang nhau, rất là tiện lợi luôn. Giá của nó thì mềm thôi. Con này thì chỉ có 250.000 đồng thôi. Bác nào có xe ô tô thì cũng nên cần có một cái để chúng ta để vào trong xe ô tô. Nó rất là tiện lợi luôn nhé. Đó. Các bác lên cho em mã là dây, mã dây câu bình. Đấy, dây câu bình 2.000mAh, sợi dây dài 4m. Đấy, giá của nó sẽ là 250k. Bao ship. 250k và bên nhà em bao ship nhé các bác nhé.
Đấy, đợt này thì bên shop nhà em lại về thêm rất là nhiều những cái dòng loa JBL này. Còn dòng loa này thì nghe nhạc rất là chất luôn nhé. Nó sẽ có cho các bác là nghe loa ra hai đầu này, có dây đeo như thế này này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái điểm để các bác cắm, có thể cắm được là thẻ nhớ USB. Cái AUX này thì các bác có thể cắm kết nối được với những cái dòng thiết bị khác. Và đây là cái cổng sạc vào 5V. Đó, và các bác có thể đậy lại cực kỳ ok luôn, cực kỳ đẹp, sạch sẽ. Đó. Còn này thì đây, các bác bật nguồn thì đây. Chúng ta sẽ đặt này vào, các bác bật nguồn lên. Đó, và các bác chỉ cần kết nối Bluetooth. Đấy, các bác kết nối Bluetooth với cái điện thoại nào, chắc bây giờ điện thoại nào nó cũng có Bluetooth rồi, thì các bác chỉ cần kết nối điện thoại. Đấy, thì là các bác có thể bật nhạc được. Rất là tiện lợi luôn nhá, hàng đẹp xịn sò luôn. Con này thì nó sẽ có cái kích thước của nó đây. Cái dòng này nó là dòng to nhá. Đấy, cũng tương đối là to đấy. Chiều dài của nó sẽ rơi vào 33 cm. Chiều dài của nó sẽ 33 cm nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Và các bác bật tắt thì các bác ấn dí lì nút nguồn cho em. Đó. Con này thì ở bên shop đang có mức giá của nó, đó là 450.000 đồng các bác nhé. 450k và bên em dân bao ship cho các bác luôn nhé. 450k bao ship. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, 450.000 đồng bao ship toàn quốc. Các bác lên cho em mã này, mã loa JPL. Loa JPL 450k bao ship. Đợt này thì ủng hộ chị em phụ nữ thì bên shop về thêm cho các bác đó là một số những cái dòng viên giặt quần áo. Con này thì rất ok luôn nhé. Nó có rất là nhiều mùi này, nhưng mà nói chung là rất là xịn sò luôn, toàn là cái hoa rất là thơm. Này em bóc sẵn cho các bác một gói trước luôn này. Con này thì là nước giặt xả. Cái dòng này là nước giặt xả này. Nó sẽ có cho các bác đó là một cái viên như thế này. Đó, nó là một cái viên như này, các bác về các bác sử dụng. Ở trong này thì có nước giặt, nước xả đầy đủ hết cho các bác rồi. Các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, rất là thơm luôn nhé. Một gói này có cả quyền máy, em lại giơ vào điện thoại. Rất là thơm. Cả giặt cả xả luôn này. Đấy, các bác chỉ việc về bóc túi ra. Đấy, xong là dùng xong là các bác lại đậy lại là xong. Đấy, con này thì các bác có thể sử dụng cho rất là nhiều luôn này. Nếu mà quần áo nhiều thì các bác có thể sử dụng, ít thì các bác có thể sử dụng một viên, còn nhiều thì các bác sử dụng hai viên. Hàng này cực kỳ đẹp luôn. Các bác cho viên giặt vào, thả trực tiếp viên giặt vào nhé, xong cho quần áo vào là các bác có thể sử dụng được. Đó, con này thì một túi này bên nhà em đang có mức giá đó là 250.000 nhé. Hàng này hàng của Nhật. Hàng này hàng của Nhật này. Đấy, nước giặt quần áo. Cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, một cái túi này 36 viên 250.000 đồng. Hàng ok luôn. Giặt rất là thơm. Bác nào mà chưa ấy thì thử một một túi về xem chất lượng của nó như nào. Nhà em đang trải nghiệm rồi, thấy rất là ok luôn nhé. Đấy, mà giá thì lại rất là mềm luôn, hàng Nhật mà giá Việt Nam luôn, có 250.000 đồng thôi. Mà em ngửi mùi đây là thấy rất là thơm rồi. Ở đây thì nó sẽ có một cái bấm này. Khi mà các bác dùng xong các bác bấm lại để cho nó đỡ thơm lại. Chứ còn không thì thơm quá. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn. Nước giặt cái viên giặt Nhật Bản, viên giặt Nhật Bản 250.000 một túi. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Đợt này về thêm rất là nhiều cho các bác, đó là một cái dòng máy xay thịt kính, thương hiệu của nó là Seki. Hàng cực kỳ đẹp luôn, hàng của Japan này. Con này thì đây, trong hộp của nó sẽ gồm có những cái gì thì em sẽ đi vào chi tiết cho các bác luôn nhé. Khi các bác bóc ra này, yên tâm luôn, hàng cực kỳ ok. Nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái thân máy. Một cái thân máy này. Đấy, con này thì thương hiệu của Seki, công suất con này sẽ là 500W. Nó sẽ sử dụng nguồn điện cho các bác là nguồn điện 220V nhé. Dung tích con này là 2 lít, hàng của Design Japan này. Máy này. Xốp này. Đấy, giấy bảo hành này. Cái này thì không gắn được. Nắp này. Cối xay này. Đó, cối xay của nó bằng cối xay thủy tinh các bác nhé. Cối xay này của nó bằng cối xay thủy tinh. Dung tích của nhà sản xuất người ta công bố cho chúng ta đó là 2 lít. Các bác đậy vào. Đây, để bỏ cái này ra đã. Bỏ những cái này ra để đề phòng cắm có cắm điện thì đấy. Các bác khi mà tháo ra như thế thì các bác lưu ý nhé, không cầm vào đây. Tại vì nó rất là sắc, cẩn thận đứt tay. Đấy, các bác sẽ tháo nhẹ nhàng nó ra thôi. Tháo theo thứ tự thì nó sẽ không bị vào tay. Đấy. Rồi các bác đặt vào. Lưu ý nhé, tại vì có thể rất dễ đứt tay. Cái vành này ấy, thì là các bác để lót ở dưới này. Lót ở dưới này để cho nó khỏi bị xê dịch ấy. Đấy, thì các bác nào lót thì lót, không lót thì cũng không sao. Để nắp lại này. Con này thì các bác có thể xay thịt, xay tôm, cua, cá, làm bánh các thứ đều được. Đây, các bác đặt vào đây.
Máy này nó sử dụng cái nguồn điện của nó là nguồn điện 220V nhá, nên là nó cũng rất là tiện thôi. Này này, nó sẽ có hai cấp độ 1 và cấp độ 2. Cấp độ 1 và cấp độ 2, hàng cực kỳ ok luôn. Con này là hàng bằng cối thủy tinh. Hàng bằng cối thủy tinh nhá. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 500k. 500 ngàn đồng và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. 500k bao ship cho các bác một cái dòng cối xay thủy tinh này. Đấy, xay thịt, xay tôm, cua, cá, ốc, ếch, ớt, các thứ đều có thể xay được. Đây. Đấy, hàng xịn luôn. Đấy, điện 220V, hàng của Nhật. 500k vào bên nhà em bao ship nhé các bác nhé. Cối xay Oseki của Nhật. 500k vào bên nhà em bao ship. Này lại về thêm cho các bác rất nhiều những cái dòng quạt của Makita này. Con này các bác nào mà có cái thân pin và có đốc sạc rồi thì rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể dùng thêm. Ở đây thì một cái bộ quạt này. Con này nó sẽ có hai chức năng này. Một chức năng này. Chức năng thứ hai này, mạnh yếu này, hai cái chức năng. Đó. Quạt này dùng rất là ok luôn nhé. Đây các bác có thể bật lên này. Rất là tiện lợi và xịn sò luôn. Và nó rất là mát. Trong những lúc mất điện thì các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Con này thì nó là dòng quạt bé thôi. Quạt gọi là quạt cóc, quạt bàn thôi. Các bác có thể sử dụng thoải mái. Cánh của nó ở đây thì là nó sẽ rơi vào 24cm phủ bi. Phủ bi lông. Con này thì hàng cực kỳ ok luôn. Đấy. Ở đây thì con này là động cơ của nó là sẽ là động cơ không chổi than nhé. Nên là nó dùng nó rất là tiết kiệm điện. Con này thì nó có cho các bác một cái bộ của nó sẽ gồm có một thân quạt, một pin và một đốc sạc như thế này. Đấy, và một đốc sạc như này. Chọn bộ của nó như thế này, ba món như này. Giá của nó bên nhà em đang có mức giá đó là 420.000 đồng. 420.000 đồng một bộ ba món như này và bên nhà em bao ship. 420k một bộ ba món này và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, toàn bộ là quạt, thân pin. 420k. Hàng đẹp luôn, hàng đẹp và xịn sò luôn nhé. Nhận hàng nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới thanh toán. Nên là yên tâm luôn. Đó. Một cái mã tiếp theo. Quạt rồi thì giờ chúng ta có cả đèn. Con đèn này thì cũng có hai chế độ, hai chức năng này. Một chế độ sáng. Nói chung là rất là sáng, một cái độ chế độ sáng hẳn và một chế độ sáng vừa. Đấy. Đây là em còn chưa lột cái tô bóng này ra đấy. Lột cái tô bóng này ra thì còn sáng nữa. Đây các bác có thể nhìn thấy. Hai chế độ sáng. Cực kỳ ok luôn nhé. Con này thì nó sẽ cũng sẽ gồm cho các bác đó là một đốc sạc, một pin và một thân thân đèn như này. Giá của nó sẽ là 450.000. 450.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã bộ đèn. Pin này, pin của nó là pin 10 cell nhé. Tất cả cái pin này của nó là 10 cell. 450k và bên nhà em bao ship cho các bác. 450k bộ này. Hàng đẹp luôn nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo này, một cái dòng bình đựng rượu này. Đó, hàng cực kỳ ok luôn có nhé. Đấy, bình đựng rượu con này có USA này. Dung tích của con này thì tầm 2 lít. Đấy, tầm 2 lít, hơn 2 lít đấy. Đây, mở nắp ra. Mở nắp ra. Đó, rất là xịn sò luôn để các bác rót rượu các thứ này. Hàng của USA này, Marine USA của Mỹ này. Con này thì nó sẽ có cho các bác đó là một cái bao da để các bác đựng rượu, đựng bia, đựng nước thì đều rất là tiện. Như cái này mà đi mà mùa hè nóng mà đi làm khoảng đôi lít bia mà cho vào đây thì quá tuyệt vời. Đấy, con này thì đây, các bác sẽ cho vào trong cái túi này cho em này. Đấy, nó túi bao da của nó này. Đó, đầy đủ túi đeo các thứ nhá. Nó sẽ đầy đủ túi cho các bác đeo. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, có cả quốc huy của Việt Nam luôn này. Đậy lại. Đẹp xịn sò. Có túi, có cái đeo. Con này thì hàng đẹp luôn nhé. Bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 220.000 đồng. 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác. Đấy, 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã bình đựng nước. Bình đựng nước nhé. Đấy, bình đựng nước 2 lít, hàng tầm 2 lít, hàng của Mỹ. Đấy, hàng xịn sò luôn. USA. Đẹp xịn sò. Đấy. Bình của cái bao da này là mình tự làm nhé. Hàng đẹp luôn này, CCP này. Bỏ vào đây, rất là tiện luôn. Bình nước Mỹ, 220.000 đồng và bên em bao ship. Về thêm cho các bác đó là một cái dòng cục sạc dự phòng này. Con này của nó thì là hàng của nội địa Nhật, Made in Japan, hàng còn nguyên siêu nhé. Hàng mới luôn. Đấy, hàng mới luôn này.
rất là tiện lợi luôn, để các bác cầm đi đâu đó làm sử dụng rất là ok luôn. Ngoài con này thì đây, hàng tất cả đều hàng mới, con này em đã bóc sẵn rồi để kiểm tra hàng cho các bác. Trước khi gửi hàng tất cả thì em sẽ phải bóc ra để em kiểm tra nhé. Đấy, nó sẽ có cho các bác đó là đây, một cái số những cái USB để các bác có thể sử dụng ngoài đều được. Đấy, cổng tai si, cổng tai si sạc vào, nó sẽ có sợi dây cáp này cho các bác này để các bác có thể sạc vào này. Và đây thì nó sẽ có 3-4 cái cổng ra, một đầu tiên một cái cổng ra này. Đấy, thứ hai đó là một cái cổng thường, cổng tai si và cổng của iPhone, 4 cái cổng ra. Hàng của nó là thương hiệu của nó là hàng nội địa Nhật đây, thương hiệu của nó là Nissan, là hàng nội địa Nhật Japan này. Con này có sạc không dây luôn nhé. Và con này thì nó sẽ là dung tích pin của nó là 50.000 mAh, hàng đẹp luôn. Giá của con này thì ở bên em đang có mức giá của nó sẽ là 350k. Và bên em bao ship toàn quốc luôn, 350.000 đồng và bên em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã sạc dự phòng. Sạc dự phòng 350k bao ship. Đấy, nó đã có sẵn 4 cái sợi dây rồi cho các bác rồi. Hàng mới luôn, nội địa Nhật. Đấy, 4 sợi dây. Hàng xịn sò luôn nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo nhé. Một cái dòng máy massage toàn thân. Đấy, con này thì các bác có thể để massage lưng các thứ này. Đấy, bác nào mà đau lưng, mỏi gối các thứ thì đây rất là tiện luôn. Hàng của nó là hàng mới luôn. Đây thì em sẽ bóc ra cho các bác. Nó hàng mới nên hơi chặt. Hơi chặt. Các bác phải bóc cho nó kéo léo nhé. Đấy, xốp chèn hai bên hai đầu này. Cái xốp của nó chèn hai đầu này. Nó sẽ có cả một cái điều khiển này. Điều khiển tốc độ này. Đấy. Đây. Con này thì các bác có thể massage lưng, massage cổ. Ở đây thì nó sẽ có thêm cho các bác đó là một cái giá này. Đấy, để các bác để này. Hàng xịn sò luôn nhé. Con này thì 10W, công suất 10W này. Đấy, bật nguồn này. Đấy, bật nguồn này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Rất là xịn sò luôn nhé. Công suất 10W. Hàng cực kỳ ok luôn. Đây. Đấy, các bác có thể massage, chỉnh chế độ này, auto này, hay là các cái chế độ của nó đây, M1, M2. Đấy, các cái chế độ của nó này, rung này, cực kỳ tiện lợi luôn. Đấy, con này thì hàng của nó là hàng của Hitachi nhé. Hàng của nó là hàng của Hitachi. Đấy, hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Hàng này cực dùng cực kỳ ok luôn. Con này thì đây, rung này, các bác có thể massage cổ, lưng, rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy, con này thì các bác có thể để trên trên xe. Dòng này nó là dòng tích điện. Dòng này của nó là dòng tích điện nhé. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn. Đấy, các bác có thể để trên cả ô tô các thứ này, rất là tiện lợi. Và nó sẽ dừng. Ở đây thì là nó sẽ có một cái dây củ sạc của nó này. Cái củ sạc của nó các bác để đây này. Đấy, đặt xuống này. Hàng của Hitachi, công suất 10W. Đấy, khi mà hạ xuống ấy, thì nó sẽ hạ xuống này. Nó sẽ hạ thấp xuống này. Đấy, để nghiêng ra này. Rất là nhiều chế độ nhé. Đấy, nó rất là nhiều chế độ này. Rất là tiện lợi luôn. Tắt. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Nó sẽ từ từ nó hạ xuống. Rất là tiện, rất là xịn sò luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 1 triệu đồng nhé. 1 triệu đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đấy, hàng của Hitachi. Đấy thì cũng có con có vỏ, có hộp, mà nhưng cũng có con không có hộp nhé. Nên là các bác lưu ý cho em. Đấy, trong cái hộp này của nó thì nó sẽ có dây cáp sạc này. Sẽ phải có chứ. Đây, cái dây cáp sạc của nó đây, các bác sạc bằng cái củ sạc điện thoại. Đấy, cái dây cáp sạc của nó đây, các bác cắm vào đây này để các bác sạc. Đấy, và các bác sạc bằng cái củ sạc điện thoại nhé. Hàng của Hitachi này. Giá của con này bên nhà em đang có mức giá đó là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng và bên nhà em bao ship nhé. Cái mã gối massage nữa này. Con này thì nó là dòng gối massage bi. Đấy, hàng rất là ok luôn nhé. Cái này thì các bác để làm gối đầu hay là các bác để trên xe hơi, để chỗ lưng cũng rất là được. Con này thì nó sẽ có một cái củ sạc cho các bác luôn này. Đấy, củ sạc của con này là nó sẽ sử dụng điện 100 đến điện 240V đều có thể sử dụng được. Đó, hàng này thì dùng rất là ok luôn nhé. Màu của nó màu đỏ này. Đấy, có các cái tính năng ở đây này. Đấy, các bác cắm điện vào thì các bác có thể sử dụng được để tối các bác gối đầu. Nó rất là ok luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 280.000 đồng nhé.
280k một cái dòng gối mát xoa này. Đấy, gối mát xoa này 280k và bên nhà em bao ship nhé. Hàng cực kỳ ok luôn, nhận hàng như em thì các bác yên tâm luôn. Đấy, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Gối mát xoa 280k và bên nhà em bao ship. 280k bao ship toàn quốc cho các bác luôn. 280.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Nhận hàng như em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Đây, một cái mã sản phẩm bác nào mà có cái thích cái thú vui, vui thú điền viên, hay là có những cái thú vui là đi phượt, đi cắm trại, hoặc là đơn giản là chỉ để trên xe ô tô, để những lúc mà xe mà nó bị sình lầy thì chúng ta có thể khắc phục nó luôn. Thì đây, một con xẻng tháo lắp đấy, hoặc là còn gọi là xẻng sinh tồn, để các bác đi cắm trại, đi phượt này. Nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân xẻng này, hàng của nội địa Nhật in Japan này. Đó, nó sẽ có một cái lưỡi cưa đây, hoặc các bác có thể làm xẻng này, làm xẻng này. Đấy, các bác xúc đất ở, ví dụ đơn giản nhất là ở cái lốp xi bánh xe các bác. Đấy, xúc đất ra. Hoặc các bác có thể làm cuốc để các bác có thể cào. Hoặc các bác có thể làm cuốc để các bác cào. Đấy, rất là đơn giản nhé. Các bác có thể để ngắn. Đấy, hoặc là các bác lắp đốt vào nó dài như này. Đấy, tổng chiều dài của con này thì nó sẽ rơi vào 93 cm. Để em đo lại cho chính xác cho các bác nhé. Đây. 93 cm các bác nhé. Chính xác là 93 cm. Và nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân của nó như thế này. Ví dụ bí quá nhé, mà nó khó quá, mà các bác xe bị sình lầy khó quá, thì các bác có thể để vào này để các bác cầm, các bác cào này. Đấy, và đây, những cái phụ kiện của nó đây. Nó sẽ có đầy đủ các phụ kiện cho các bác nhé. Ví dụ gặp xe tai nạn, các bác có để có đầu phá kính. Đi rừng, đi cắm trại, chúng ta có cái đồ ăn ngon mà không có dao thì các bác có thể lắp vào. Đấy, làm dao. Đấy, lắp vào thì các bác lưu ý nhé, lắp vào thì cầm lưu ý một chút. Đấy, có thể lắp vào làm dao. Có thể lắp vào làm dao này. Có phá kính này. Bên trong này của nó còn có cả cho các bác đó là một cái đầu tô vít và một cái đá đánh lửa. Một cái đầu tô vít và một cái đá đánh lửa nữa này. Và ở đây nó còn có cả cho các bác đó là một cái còi. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé. Một cái xẻng đa năng sinh tồn, rất là tiện lợi luôn. Đấy, đây cái đầu tô vít thì các bác lắp vào đây, gần như là đầy đủ cho các bác rồi, chỉ việc về và sử dụng thôi. Đấy, và các bác lắp vào, lắp kết nối vào với nhau. Nhanh thôi, chỉ chưa đầy 30 giây là các bác đã có thể lắp xong được hết tất cả các cái kết nối này vào với nhau được. Đó. Đây, em lắp qua thôi nhé. Đấy, các bác vừa có thể là làm gậy. Cái này các bác cũng có thể làm gậy để phòng thân. Nhiều khi là lái xe trên đường ấy thì thực sự ra là không biết đường nào, mà lần được gặp các những anh em hỏi tìm bố thì đây có cái này. Đấy, các bác có thể tháo ra. Đó. Thì các bác có thể làm gậy phòng thân tạm. Gậy phòng thân tạm này. Phá kính này. Choang cái là phá được kính. Rất là tiện lợi luôn nhé. Một cái mã sản phẩm như này bên em đang có mức giá đó là 350.000 đồng. 350k và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã xẻng, xẻng tháo lắp, xẻng sinh tồn. Xẻng tháo lắp, xẻng sinh tồn, 350k bao ship. Một cái mã sản phẩm máy hút bụi này. Con này thì cực kỳ ok luôn. Vừa hút được vừa thổi bụi được các bác nhé. Con này thì rất là tiện để các bác mà ví dụ là nhà các bác nào mà vệ sinh ban thờ, hay là các bác có ghế sofa, hay là trên ô tô ấy, thì rất là tiện luôn. Đây, các bác sẽ lắp vào đây. Đấy, lắp vào rất là đơn giản thôi nhé. Lắp vào rất là đơn giản thôi. Đây là một cái đầu hút này. Đấy, đây là một cái đầu hút này. Đó, các bác lắp cái, những cái bộ phận này vào. Và các bác bật máy. Hút rất là mạnh luôn. Nó hút rất là mạnh luôn nhé. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Em đang thử trực tiếp với gạo này. Đấy, hút rất là ok luôn. Đấy, rất là sạch sẽ luôn nhé. Nó hút bụi, hút gạo này. Các bác biết rồi đấy, ai chắc ai biết là hạt gạo nó rất là nặng, thế mà nó hút vào đây rất là dễ dàng. Đó, các bác muốn vệ sinh xong, các bác muốn đổ ra vệ sinh thì các bác chỉ cần việc là đổ ra là xong. Con này không có những cái tác dụng là hút bụi, các bác có thể cả thổi cả bụi được nữa. Nhiều khi là những cái khe cửa hay là trên ghế sofa hay trên ô tô ấy của các bác mà nó bị bụi ấy, thì chúng ta lắp vào đằng sau này. Mà các bác vào đây đấy, các bác thấy không? Gạo bay rồi này. Đấy, em không muốn nó bay lung tung. Đấy, vừa hút
vừa thổi bụi được, rất là tiện lợi luôn. Cái dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio, hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 200.000 đồng, 200k và bên nhà em bao ship luôn nhé, 200k và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Máy hút bụi, máy hút thổi bụi của Tamashio, đấy, hàng nội địa Nhật, nhận hàng nhà em các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán, đấy, rất là tiện lợi luôn. Đây lắp vào hút cực kỳ khỏe luôn đó. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like nhé các bác nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo này, bên nhà em còn một số những mẫu nồi luộc gà này. Con này thì còn ít thôi, hôm nay giá còn cho các bác cũng rất là mềm luôn nhé. Đây, cân trọng lượng luôn cho các bác luôn. Đấy, tổng trọng lượng con này là 1,8 cân, nồi inox nhé. Về cho các bác test thả 5 chân thoải mái luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác cái kích thước của nó này. Đo cho các bác kích thước luôn nhé. Nó sẽ rơi vào 32cm. Chiều sâu của con nồi này 19, 32 sâu 19cm. Đấy, vung rất đàng hoàng nhé. Khi các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái cho nhà em luôn. Đấy, nồi inox đáy bằng, đáy bằng này, hàng cực kỳ đẹp luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá nồi 3, nãy là 3 mấy nhỉ? 30 hay 32 nhỉ? Đo lại quên mất. Phủ bì của nó là 32cm nhé. Phủ bì của nó là 32cm. Đấy, lọt lòng của nó thì chỉ có 30 thôi. Lọt lòng của nó là 30, quên. Đấy, thì các bác lên cho em mã này, mã nồi 30. Tính theo lọt lòng thôi. Nồi 30, con này bên nhà em đang có mức giá đó là 350k. Nồi 30, 350 ngàn đồng. Và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Một con tiếp theo này. Đây. 2,4 cân, suýt sót 2,4 cân, chưa được 2,4 cân đâu nhưng mà suýt gần 2,4 cân. Con này thì kích thước của nó đây. Phủ bì của nó là 34cm và lọt lòng của nó là 32, hơn 32 một chút đấy, nhưng thôi cứ tính là 32. À, độ sâu của nó đây. 21,5cm. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn, song inox, nồi inox. Con này thì các bác luộc gà thoải mái luôn. Vung vùng các thứ này. Đấy, xịn xò luôn. Đấy, hàng này thì rất là đẹp luôn và các bác đun luộc rất là chắc chắn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó. Các bác lên xem mã này, mã nồi 32. 450.000 đồng. Nồi 32 450.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, bao ship toàn quốc luôn. Cái mã tiếp theo này, nồi chiên không dầu. Đấy, nồi chiên không dầu của Đức này. Thương hiệu của nó là thương hiệu của EI3 này. Đấy, hàng của Germany. Hàng của Germany này các bác này. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Con này thì đây, em sẽ xin review cho các bác luôn. Xem là trong cái nồi chiên không dầu này nó sẽ có cái gì. Hàng của nó là khi các bác nhận hàng của nó là sẽ là hàng mới nhé. Nguyên hộp. Hàng mới của nó sẽ là nguyên hộp này. Đó. Dây điện này. Em bỏ vào hộp ra đã nhé. Đấy. Hàng của Design Germany của Đức. Hàng này thì các bác có thể chiên được cá này, thịt này, thịt gà này. Nói chung là rất là nhiều, rất là nhiều thứ. Đấy, con này thì đây. Cái chỗ mở ra của nó đây. Đấy, em bóc luôn cho các bác nhé. Nó là hàng mới luôn nên là nó sẽ còn nguyên siêu. Đấy, thỉnh thoảng thì cũng có một số cái để em bóc ra để em kiểm tra xem là cái hàng của nó như thế nào nhé. Thì nó sẽ mất cái bóng này. Nhưng mà gần như là em sẽ cố gắng để lại cho các bác luôn. Đây. Các bác về nó sẽ, các bác sẽ tự lắp vào. Các bác sẽ tự lắp cái quai này vào của nó này. Đó. Con này thì của nó sẽ có cái kích thước của nó đây. Kích thước của nó sẽ là 20 x 20. Chiều sâu của nó đây. 20 x 20 sâu của nó sẽ là 12cm. Sâu của nó sẽ là 12cm nhé. Hàng đẹp luôn các bác nhé. Đấy, các bác về nhé, nó là hàng mới nguyên. Nên là con này thì các bác sẽ tự lắp cho em cái quai vào đây. Lắp cái quai này thì cũng rất là đơn giản thôi, nó không có gì khó hay phức tạp cả. Các bác chỉ cần cởi cái túi bóng này ra như này này. Đấy, các bác đặt vào. Đấy, các bác xoay. Đây. Các bác xoay xuống. Thế là xong. Thế là xong nhé, là nó đã có cái tay nắm này cho các bác rồi.
Con này thì dung tích của nó sẽ là 5 lít. Đấy, dung tích của nó sẽ là 5 lít. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy. Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi luôn. Con này thì thực sự nếu mà các bác mua mới thì đầu ra đó nó sẽ rơi vào khoảng 1 triệu. Đấy, đến 1 triệu 2 thì tùy từng shop người ta bán. Nhưng mà hôm nay em sẽ ôm được một cái lô thanh lý về khoảng 1.000 con như này. Đấy, ở trong kho có khoảng 1.000 con như này luôn. Giá của nó bên nhà em thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là 550k thôi. 550k. Và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. Nhận hàng nhà em ý là các bác kiểm tra hàng thoải mái. Và hàng này có bảo hành cho bác trong vòng 6 tháng. Bảo hành đổi mới cho bác trong vòng 6 tháng đầu luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn, các bác có thể nhìn thấy. Cực kỳ đẹp và cực kỳ ok luôn nhé. Đấy, các bác nào muốn vệ sinh rửa giấy thì các bác có thể bỏ nó ra để các bác vệ sinh rửa giấy. Đấy, hàng đảm bảo cho các bác luôn nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Nồi chiên không dầu của Đức 550k và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, các bác có thể chiên trước các thứ ra, hàng thoải mái luôn. Một cái mã sản phẩm kế tiếp, một cái dòng bếp từ của thương hiệu Hikari, hàng của Nhật, công suất 2000W, công suất 2000W này. Con này thì nó là sử dụng điện 200-240V, trọng lượng của nó là 3kg, Electrolux, đấy, Hikari. Bên trong của nó này, hàng còn nguyên hộp nhé. Đây. Con này bếp từ này thì các bác ăn lẩu cái thứ thì rất là tuyệt vời luôn này. Đó. Đây. HR19. HR19. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hàng của Hikari, hàng của nội địa Nhật, Made in Japan này. Made in Japan này, 2000W. Đấy, điện 220V đến 240V. Đấy. Hàng xịn sò luôn nhé. Hàng xịn sò luôn. Con này thì kích thước của bếp từ thì nó cũng tương đối là nó như nhau thôi. Nhưng mà thôi em cứ đo lại cho nó yên tâm. Ngang của nó là 28. Dọc của nó là 35cm. Ngang 28 dọc 35 nhé. Và giá của nó bên nhà em đang có mức giá đó là 750.000 đồng. 750.000 đồng một cái bếp từ Hikari của Nhật. Và bên nhà em bao ship toàn quốc cho bác luôn. Nhận hàng nhà em là các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé các bác nhé. Nên là các bác yên tâm. Hôm nay thì em tiếp tục lại về thêm cho các bác một số những cái mẫu kính cực kỳ VIP luôn nhé. Ở đây thì nó có cái mẫu kính cận. Mẫu kính cận này thì bên nhà em đã bán rất là nhiều rồi. Nói chung là cái độ đánh giá của nó rất là ok luôn các bác nhé. Hàng này thì là kính lão, kính tuổi, các bác có thể sử dụng rất là hợp lý luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác đó là đầy đủ các độ nhé. Và đây này, đặc biệt hơn con này nó là hàng xịn nên là bên trong này các bác có thể để ý bên trong kính in chìm này. Nó in chìm cái logo của Germany của Đức này, nơi sản xuất này, và cái độ kính luôn theo nó. Đó là các bác yên tâm nhé. Đấy, lúc nào các bác kiểm tra hàng là nó sẽ in chìm. Chìm không phải là chìm ấy đâu mà ở bên trong ruột kính luôn, hàng xịn luôn, đảm bảo cho bác luôn nhé. Con này thì đây, hàng của thương hiệu Berlin. Đấy, hàng của Germany của Đức. Berlin Germany của Đức này. Đấy, mẫu kính này. Kính này là kính lão, kính cận. À, kính lão, kính tuổi nhé. Đấy, ở nhà em thì có các cái độ cho các bác đó là 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,75, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5, 3,75 và đến 4 độ. Và đến 4 độ thì các bác có thể đeo thoải mái luôn nhé. Các bác có thể đeo đọc báo, xem TV các thứ rất là thuận tiện luôn. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 250.000 đồng. 250.000 đồng một cái kính lão, kính tuổi của Đức. Và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Nhận hàng là các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Các bác lên cho em mã này là mã kính lão, 250k và bên nhà em bao ship 250k. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em nhé là các bác cứ đeo thử. Cứ đeo thử nhé. Ví dụ là các bác mà cứ đeo thử mà ví dụ là cái độ nó quá thì các bác có thể lấy đổi, em có thể đổi cho các bác, hoặc là cái độ nó thấp hơn thì em cũng có thể đổi cho các bác luôn. Nên là các bác yên tâm. Đấy, kính lão, kính tuổi. Và cái hàng nhà em nhé, tất cả cái hàng nhà em là các bác phải kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, cứ kiểm tra hàng thoải mái. Mã đầu tiên, kính lão, kính tuổi. Một cái mã tiếp theo này. Một con kính đổi màu. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Germany, Eremi, tên hãng của nó là Eremi. Đấy, Epori, Eremi. Hàng này hàng của Marine Italy. Hàng của Italy này. Đây. Rất là mềm dẻo luôn này. Gọng của nó là gọng mềm nhé.
gọng này của nó là gọng mềm này, để các bác có thể, vì nhiều khi là ấy này, rất là tiện này, rất là tiện lợi này, đó, rất là tiện lợi và rất là ok luôn. Con này thì nó có sẽ có cái size kính cho chúng ta. Đây, em đo lần này đo bằng thước kẻ luôn nhé, 14,5. Đấy, 14,5, có một số bác góp ý bộ đo bằng thước kẻ thì đây, 14,5 cm, hàng cực kỳ ok luôn. LMI, các bác lên cho em cái mã này, mã 601, D601, D601, 600 đi, D600, 350k, bao ship toàn quốc luôn. D600, 350.000 đồng, bao ship toàn quốc, gọng mềm dẻo nhé, kính đổi màu, đấy, hàng đẹp luôn. D600, một con đổi màu nữa đây. Đấy, con này thì gọng cứng, nói chung là dáng của nó, kiểu dáng của nó khác một chút, dáng của nó khác một chút, gọng của nó cũng khác này. Rất là đơn giản, rất là xịn sò. Size kính của nó này, em đo là đang đo phú bì các nhé, 14,4 cm. Các bác lên cho em mã này, mã D601. D601 này. Con này là 350k. Cũng 350k với anh em bao ship luôn. D601 350k với anh em bao ship. Một cái mã tiếp theo này. Một con kính của AO này. Chống tia UV nhé. Cái dòng này chống tia UV cực kỳ tốt luôn. Gọng đằng sau của nó này. Đấy. Hàng này của American USA của Mỹ này. Cái gọng này của nó thì nó sẽ bọc thêm cho các bác một cái lớp nhựa. Để các bác khi đeo vào tai ấy, thì nó sẽ không khó chịu nhé. Hạn chế cái độ khó chịu. Hàng cực kỳ ok luôn. Ở đây nó còn cái chữ gì đây. Đấy, AO này. USA của Mỹ này. USA này, hàng xịn luôn. Con này nó sẽ có cái size kính cho các bác luôn này. Mười bốn phẩy năm cm nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy, nhận hàng nhà em ý, thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Các bác lên cho em cái mã này là mã D602. Màu trà có nhé, con này màu trà đeo rất là hợp luôn nhé, 330k. D602 330k, bao ship luôn, màu trà. Hàng này các bác đeo đi nắng rất là phù hợp luôn, nhất là bác nào mà có đi xe máy hoặc đi ô tô thì rất là ok luôn. D602. Một cái mã tiếp theo này, một con kính bót đi. Còn nguyên hộp, nguyên vỏ luôn nhé. Made in Italy này, Hugo Boss này. Hugo Boss này. Đây, hộp của nó luôn này. Đây, đúng ra phải để hộp như này, em lại để nhầm. Hàng xịn luôn nhé. Hàng của Italy, hàng xịn luôn. Đây. Cái gọng của nó này. Hàng này thì hàng đẳng cấp luôn rồi. Cái hàng này của nó thì hàng đẳng cấp luôn rồi. Này, gọng mềm này. Các bác nhìn thấy gọng của nó này. Hugo Boss. Logo này. Hàng này hàng của Italy này. Hàng này hàng của Italy. Nguyên hộp luôn nhé. Nguyên hộp luôn. Trong này còn có cả thẻ đen quyền lực này. Đấy. Thẻ này. Rẻ lau kính này. Đẹp VIP luôn. Con này đẹp VIP luôn nhé. Đấy. Nguyên hộp như thế này. Con này thì các bác lên cho em cái mã này là mã D603 đi. D603. D603. 950k. 950.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn cái mã D603 này, hàng VIP luôn nhé. Cái dòng này là dòng VIP nguyên hộp này.
Đó. Thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng nhà em ấy thì các bác cứ kiểm tra hàng nhé. Tất cả nhà em cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Còn các bác không phải lo lắng gì cả. Một con tiếp theo. Một con choppa. Con này còn nguyên túi bóng này. Hàng những cái hàng này thì hàng sale là hàng VIP. Hàng sale hàng VIP. Các bác có thể nhìn thấy hàng của nó thì hàng đẹp luôn rồi nhé. Hàng của nó thì hàng đẹp luôn rồi. Con này các bác đeo rất là phong cách này. Quên mất nãy con kia không đeo đo size kính cho các bác. Cái size kính của nó này 14,5 cm. 14,5 cm nhé. Đây. 14,5 cm. Hàng đẹp luôn, mắt của nó này. Con này những cái dòng này nó đẳng cấp luôn nhé. Đẳng cấp luôn. Có cả hộp này. Đấy. Đây. Rất là xịn sò luôn. Xịn sò và đẳng cấp. Con này thì có những con thì nó còn vỏ hộp, có những con thì nó không còn vỏ hộp nữa. Đấy, nhưng mà hàng của nó thì em sẽ cố gắng cho các bác còn nguyên cái vỏ hộp này, còn cái vỏ hộp này. Đó. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã D604. D604 900k nhé. D604 900k. Bao ship cho các bác luôn. Đấy, rất là nhiều cái mã kính nhà em lên rồi. Nên là các bác yên tâm luôn. Hàng này thì thật sự với các bác luôn là nhận hàng nhà em ấy, kể cả đắt rẻ, cứ cái riêng kính, không phải cọc kẽo gì cả. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Đấy, để cho các bác yên tâm luôn. D604 900k và bên nhà em bao ship nhé. Một cái mã kính tiếp theo. Nguyên bao da luôn. Hàng của Solex nhé. Hàng của Solex nguyên bao da không này. Mở ra cho các bác luôn này. Đó. Rất là đẹp luôn. Màu trà các bác nhé. Con này màu trà. Đây. Lau đi cái là nhìn sáng bóng luôn. Đấy, lau đi cái nhìn sáng bóng luôn này. Nó còn nguyên bao da cho các bác luôn này. Cái dòng Solex thì tất cả em để bao da riêng nha nhé. Tất cả riêng bao da hết nhé. Tất cả nó sẽ có bao da kèm theo. Hàng của Solex này. Solex này. Famicang này. Hàng của Pháp nhé. Famicang hàng của Pháp. Con này thì nó được cho các bác, nó là mạ cho bác một lớp mạ vàng 14K. Đấy, mạ vàng 14K 1/25. 14K 1/25. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn sò. Đó, con này thì các bác lên cho em mã này. Nó sẽ là mã D605. D605 này. D605. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 700k. 700k và bên nhà em bao ship cho các bác mã D605 này nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì đây, size kính cho các bác luôn. Đo size kính cho các bác luôn này. 13,5 cm. 13,5 cm này. Đó. D605 700k và bên em bao ship. Một con Solex nữa này. Một con Solex nữa đây. Kiểu dáng của nó khác nhé. Con này cũng là Solex này. Cũng có bao da nhé, nhưng mà em đang bỏ ra nhé. Bên ngoài cho đỡ vướng chỗ. Cũng có bao da. Hàng của Solex tất nhé. Tất cả hàng của Solex của nó thì đều có bao da của Solex. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn này. Solex Famicang của Pháp này. Con này cũng được mạ cho các bác một lớp mạ vàng 14K. Cũng được mạ vàng cho các bác một lớp mạ vàng 14K. 14K 1/25. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Nói chung là đẹp không tí vết rồi. Hàng này đẹp không tí vết luôn nhé. Con này thì cái size kính của nó này. Mười bốn phẩy năm centi. 14,5 cm. Các bác lên cho em mã này là mã D606. D606. D606 con này bên nhà em đang có mức giá của nó cũng là 700k. Bao ship luôn. Đấy, hàng của em thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng nhà em các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác có thể yên tâm sử dụng hàng đảm bảo luôn. Đó, một con Solex nữa này.
Đấy, con này thì kiểu dáng giống con kia, nhưng con này thì gọng của nó là gọng báo hết, không có mạ vàng. Solex Famicam. Con này thì không có mạ vàng nên là giá của nó sẽ mềm hơn nhé. Giá của nó sẽ mềm hơn này. Cái size kính của nó này 14 cm. 14 cm. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Con này thì các bác lên cho em cái mã này là mã D607. D607. D607, xin lỗi các bác mất điện. D607. À 500k. 500k và bên nhà em bao ship nhé. Mã D607 này, 500 ngàn đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em thì các bác cứ yên tâm là kiểm tra hàng thoải mái nhé. Một con tiếp theo này. Một con cũng là Solex nữa. Đấy. Dòng Solex lần này về 4 mã. Famicam này. Con này kiểu dáng của nó hoàn toàn khác. Kiểu dáng của nó hoàn toàn khác. Con này cũng được mạ một lớp vàng 14k. Đấy. 1/25. Mạ 14k 1/25 này. Hàng cực kỳ ok luôn. Size kính của nó này 14 cm. Cái size kính của nó 14 cm. Hàng của nó cũng cực kỳ ok luôn nhé. Nói chung là những cái hàng này thì các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, đeo ưng ý, đeo vừa mặt thì các bác thanh toán, còn không có thì không sao cả. Đấy, riêng kính nhà em nó lại bán nó lại rất là hay là như thế. Đấy, nhưng mà các bác cố gắng làm sao mà lúc mà khi mà chúng ta đặt hàng ấy, chúng ta sẽ ước chừng cái mặt của chúng ta để cho nó dễ, đỡ phải bị đi đổi lại nhiều lần. D608. Con này cũng 500k thôi. Con này thì giá mềm hơn. 500k ở bên nhà bao ship D608. Một con tiếp theo này. Rất là đẹp luôn này. Mercedes-Benz. Một cái mã Mercedes-Benz. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Hàng này của nó cực kỳ ok luôn. Đẹp, xịn, chất lượng. Đẹp, xịn xò, chất lượng luôn này. Mercedes-Benz này. Gọng của nó cũng rất là đẹp. Cái gọng của nó cũng rất là đẹp. Này. Con này thì nó sẽ có cái size kính cho các bác. Mười bốn phẩy ba cm nhé. Con này thì các bác lên cho em cái mã này là mã D609. D609. Giá của nó sẽ là 320k. Bao ship D609 320 ngàn đồng và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. Một cái mã tiếp theo. Một con Gucci. Một con Gucci này. Hàng của nó cũng cực kỳ đẹp luôn nhé. Gucci. Đó, đẹp xịn xò luôn. Đẹp xịn xò và cực kỳ chất lượng luôn. Con này nó sẽ có cái size kính của nó này. 14,2 cm. 14,2 cm. Mãi bận sau em sẽ đổi cái thước kẻ khác. Gucci. Con này thì các bác lên cho em cái mã này là mã D610. D610. 300k thôi. D610 300 ngàn đồng. Bao ship luôn. Đấy, nhận hàng nhà em ấy thì các bác yên tâm luôn là kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một con Prada hàng VIP luôn. Một con Prada hàng VIP luôn này. Cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp và xịn sò luôn. Cái size kính của nó đây 14,7 cm.
Nói chung là cái con này thì nó cũng rất dễ sử dụng thôi, các bác đeo thoải mái. Hàng này thì quên mất từ nãy không giờ không giới thiệu. Hàng này hàng của Made in Italy nhé. Made in Italy, Prada Italy. Size kính của nó rồi em đo rồi đúng không? Đấy, con này thì các bác lên cho em cái mã này là mã D611. D611 280k. D611 280.000 đồng và bên em báo ship nhé. D611 280k báo ship. Nhận hàng như em là cứ kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, nhận hàng là cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi phải thanh toán nhé. Một cái mã tiếp theo. Một con Ray-Ban nguyên hộp. Mới luôn này. Đấy. Rẻ lau kính này. Hàng này hàng xịn luôn nhé. Hàng này hàng xịn luôn. Đấy. Hộp hộp da. Túi bóng này. Hàng còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy. Đẹp luôn. Dòng này thì thực sự với các bác luôn là hàng cực kỳ VIP luôn. Gọng của nó đây. Hàng của Italy này, giày bán Made in Italy. Con này nó phù hợp với mọi lứa tuổi nhé. Đấy, con này nó phù hợp với mọi lứa tuổi cho các bác. Cái size kính của nó đây. Cái size kính của nó đây. 14,4 cm. Đấy, nguyên đai nguyên kiện nguyên hộp. Nguyên đai nguyên kiện nguyên hộp này. Nguyên hộp cho các bác. Đấy, nguyên đai nguyên kiện nguyên hộp này. Đầy đủ hết luôn. Không thiếu một cái gì cả. Đấy, còn kính của nó đây. Hàng xịn luôn. Con này thì các bác lên cho em cái mã này là mã D612. D612. 700k. Bao ship luôn. D612 700k và bên em bao ship luôn nhé. Một cái mã tiếp theo. Con này thì có một mã thôi. Nhưng mà nó có hai màu. Thì các bác lưu ý nhé, có một màu là màu trà và một màu là màu, cái này gọi là màu đen cũng được, gọi là màu xanh cũng được. Đấy. Thì nó hai màu của nó như nhau. Cái kích thước của nó thì nó là tương đối như nhau. Đấy. Đây. Hàng này thì hàng đẹp xịn sò luôn. Con này thương hiệu của nó đây. USA của Mỹ này, Zapato này. USA của Mỹ này. Con này thì được mạ một lớp vàng 18k. Đấy, 18k 1/25. 18k 1/25. Cái size kính của nó này. 10 phố bì nhé. 13,9 cm, gọi là 14 đi. Gọi là 14 cm. Đấy, con này thì bên nhà khi bác lấy hàng em ấy sẽ được tặng kèm theo đó là một cái vỏ hộp. Hộp thì cái màu hộp này màu ngẫu nhiên nhé. Đấy. Để khi các bác về các bác đeo. Rất là ok luôn. Nó có hai màu thì các bác không, các bác nào các bác lưu ý nhé là các bác không chọn màu thì em sẽ để màu ngẫu nhiên nhé. Em sẽ nhặt màu ngẫu nhiên. Các bác lên cho em mã này mã D613. 700k luôn. Bao ship luôn. D613 700.000 đồng và bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo. Một con Poucher này. Gọng của nó này. Rất là đẹp luôn. Đấy, hàng của Italy này. Made in Italy. Poucher. Đấy. Thiết kế rất đẹp luôn. Con này thì size kính của nó đây. 14,5 cm. 14,5 cm nhé.
Các bác lên cho em mã này là mã D614. D614 330k bao ship. D614 330k bao ship. Một mã tiếp theo. Đấy, cũng có một cái mã cho chị em phụ nữ luôn. Cũng có một cái mã cho chị em phụ nữ luôn. Con này thì đây. Hàng sale còn nguyên túi. Đầy đủ các cái thông số chi tiết luôn cho các bác luôn. Sale. Kính nữ này. Màu nó màu trắng nhé. Dành cho chị em thoải mái luôn. Hàng VIP luôn. Đấy. Đây. Bút chỗ Gabbana, Gabbana Italy. Đấy, size kính cho các chị em luôn này. Phủ bì của nó sẽ rơi vào 14,3 cm. Nói chung là mặt của chị em thì lúc nào cũng thế, mặt nó cũng không phải là mặt phốc phác quá, mặt không phải to quá. Đấy, nó vừa tầm. Con này thì các bác có thể vẫn có thể mở rộng ra để các bác đeo này vẫn được. Không sao cả. Đấy, hàng xeo còn nguyên túi bóng. Đấy, sẽ tặng kèm thêm cho các bác một cái vỏ hộp để các bác đựng nhé. Vỏ hộp thì nó cũng không phải vỏ hộp của nó đâu. Thế nhưng mà sẽ tặng kèm thêm cho các bác vỏ hộp để các bác đựng. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã D bao nhiêu nhỉ? 615. D615. D615. 950k. Bao ship luôn. D615 950k và bên em bao ship. Một cái mã kính nữa này. Một con Carter này. Famicang. Min Famicang của Pháp. Duy nhất một con này con duy nhất đúng một con nhé. Đấy, bác nào nhanh tay thì được, hàng đẹp luôn. Và giá thì cũng ok cho các bác luôn. Size kính của con này thì nó sẽ rơi vào 14 cm. 14 cm. Các bác lên cho em mã này là mã D616. D616. 616. Giá của nó sẽ là 280k. D616 280k và bên em bao ship nhé. Này, lại về cho các bác một cái dòng cuộn Zulo tưới cây. Cuộn này thì đây, để em bóc ra cho các bác luôn nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là hàng Le Beng Lang của Đức nhé. Còn nguyên hộp luôn này. Đấy, hàng em còn nguyên hộp này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là những cái tay xịt này. Đấy. Con này thì các bác có thể kéo đi được nhé. Cái này các bác có thể cuộn lại được này. Đấy, nó là cuộn Zulo. Đấy, cuộn Zulo để các bác có thể tưới cây, cuộn lại và kéo đi. Và đây, các bác về các bác bắt hai cái đầu này thì nó như nhau. Hai cái đầu này thì nó như nhau này. Nên là các bác muốn bắt cái đầu nào vào cái đầu nào thì cũng được. Bắt đầu vào hay là đầu ra thì đều được nhé. Các bác về các bác xé cái bóng ra. Các bác lấy cái vòi xịt của nó này. Đấy, vòi xịt của nó cũng rất là nhiều chế độ nhé. Đấy, rất là nhiều chế độ này. Các bác lắp vào. Xịt. Còn đây là cái có hai chế độ vòi xịt này. Đấy, hai chế độ vòi xịt. Còn đây là một cái đầu nữa để các bác kết nối vào đây. Để các bác bắt vào cái vòi nước ấy. Bắt vào cái vòi nước thì ở đây nó sẽ có các cái cỡ gen của nó. Để các bác bắt thoải mái vào các cái vòi nước. Con này thì kích thước của nó, dây của nó là dây 10 mét. Đấy. Các bác có thể tháo cái này ra. Đấy, các bác có thể tháo ra cái này là đầu này là kết nối. Các bác kết nối vào với cái vòi nước này. Đấy, các bác chỉ cần dỡ ra thôi. Dỡ ra để nó cũng có khoảng 2 mét để các bác ra cái vòi nước. Còn đây, trong này là nó là một cuộn Zulo, các bác chỉ rút ra. Rút ra. Hàng của thương hiệu Le Beng Lang, hàng của Germany của Đức này. Đấy, dùng xong thì các bác lại cuộn lại. Rất là tiện luôn nhé. Đấy, rất là tiện luôn. Hàng xịn sò luôn. Đấy, nó có rất là nhiều cái đầu vòi và cái chế độ tưới cây khác nhau. Con này thì hàng mới nguyên hộp. Bên nhà em đang có mức giá đó là 600.000 đồng nhé. 600k một con này. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Và bao ship là bao ship toàn quốc luôn. Đấy. Để em ghi giá vào đây luôn. 600k. Bao ship toàn quốc. Nhận hàng nhà em nhé, là các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán. Đấy, đúng như hàng, đúng như nhà em quảng cáo luôn. Đấy.
một cái mẫu nữa, một cái mẫu tưới cây nữa cũng là của Nhật luôn này. Đây, con này thì nó lại nhỏ gọn hơn, con này thì nó không có không có rulo, không có cuốn trước gì cả, nó chỉ đơn giản là như này thôi. Đấy, đầu vòi của nó thì đây, con này là của Nhật, một con là của Đức, con kia là của Đức, con này là của Nhật, hai loại luôn nhé, cũng có này. Đó, đầu này có nó này, và cái đầu này thì các bác kết nối vào cái vòi nữa đi. Đấy, đây. Các bác muốn kết nối đầu nào với đầu nào cũng được, các bác muốn kết nối đầu nào vào với đầu nào cũng được. Đấy, còn cái này thì là các bác kết nối vào cái đầu của cái vòi xả nước ấy, rồi các bác vặn vào đúng như kiểu là các bác lắp máy giặt ấy. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé. Đây, con này thì đây, các bác lắp như nào cũng được, lắp vào đầu nào cũng được. Đấy, thì rất là tiện, rất là ok luôn. Con này của Nhật, dây 10m, hàng nội địa Nhật này. Dây của nó là dây 10m này. 10m. Giá của con này nó sẽ là 550.000 đồng, 550k và bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã vòi tưới cây của Nhật, vòi tưới cây của Nhật. Còn đây là tưới cây của Đức, tưới cây của Đức thì nó có cả cái vòng xoay, cả cái rulo. Còn con này thì nó là cuộn tay thôi, cuộn tay, nó không có rulo. Các bác chỉ cần việc cuộn vào đây là xong. Đó, 550k và bên em bao ship cho các bác luôn nhé. Đấy, nhận hàng nhà em là các bác kiểm tra hàng thoải mái. Này thì lại về thêm rất là nhiều những mẫu chiếu điều hòa này các bác này. Dòng này thì nhà em có đầy đủ các kích thước, các cái size số cho các bác luôn. Ở đây thì các bác có thể nhìn thấy này, chiếu 1m2, 1m5, 1m6, 1m8 và 2m2. Đây là cái chiều cố định của nó là sẽ là 2m. Một chiều cố định của nó sẽ là 2m, còn là kích thước của nó có thể di chuyển. Đó, hàng này thì là chiếu mây. Con này thì các bác khi các bác nhận hàng các bác nhìn thấy ngay, rất là dày dặn nhé, rất là dày dặn này. Con này thì mặt của nó, một mặt của nó là mặt vây viền lụa này. Viền của nó là viền lụa các nhé. Mặt đằng sau của nó là cũng là một mặt nữa để các bác có thể sử dụng được. Hai mặt nhé. Các bác ví dụ là trời lạnh ở miền Nam ấy, các bác ban ngày các bác có thể đặt mặt trên xuống. Còn là các bác đêm ở trong miền Nam ấy, lạnh lạnh mát mát trời thì các bác có thể đặt ngược lại. Hoặc là miền Nam, miền Bắc các bác mùa đông thì các bác có thể đặt mặt này, và mùa hè các bác này. Và các bác có thể giặt được nhé. Cái dòng chiếu này các bác có thể giặt thoải mái cho em luôn. Đấy, và nó sẽ có hai cái vỏ gối. Có một cái lưu ý cho các bác, đó là duy nhất đó là chiếu 1m2. Chiếu 1m2 là có một cái vỏ gối, còn toàn bộ lại còn lại là sẽ là hai cái vỏ gối cho các bác. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cực kỳ đẹp và cực kỳ ok luôn này. Viền lụa này. Viền lụa nhé. Đó, cái dòng này là dòng chiếu điều hòa, hai cái vỏ gối này. Duy nhất là có một cái chiếu 1m2 có một cái vỏ gối thôi, còn toàn bộ là hai cái. Hàng của nó thì hàng đẹp nhé. Riêng hàng nhà em dân là các bác cứ nhận hàng, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán, không phải lo lắng gì đâu. Đó, chiếu 1m5. À, con này thì ở bên nhà em có những cái kích cỡ như sau. Đầu tiên thì là sẽ là một cái chiếu 1m2 nhân 2m này. 1,5 nhân 2m này. 1,6 nhân 2m này. 1,8 nhân 2m này. Và 2,2 nhân 2m. Đấy, các bác đo cái chiều ngang của cái giường nhà các bác ấy, thì là bao nhiêu thì là các bác cứ báo em. Và cái giá tiền của nó nhé. Giá tiền của nó đây. Con này nó sẽ là 1m2 của nó sẽ là 320k. 1,5 là 340k. 1m6 là 360k. 1m8 là 380k và 2m2 sẽ là 400k. Đấy, và đơn hàng này thì bên nhà em toàn bộ sẽ là bao ship cho các bác luôn toàn quốc. Nhận hàng nhà em nhé, là các bác yên tâm một điều, đó là cứ kiểm tra hàng thoải mái. Đó, trên một cái video nhà em thì lên rất là nhiều sản phẩm, nên là các bác ví dụ chưa thấy sản phẩm nó ưng ý thì các bác vui lòng có thể tờ qua giúp em. Đó, còn đây là chiếu điều hòa của nhà em. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Đấy, à đây quên mất này, giới thiệu cho các bác luôn là cái vỏ các nó này. Đấy, nó có cả túi bao đựng này, hàng của Muji nhé. Hàng Muji, hàng của Nhật xịn sò luôn. Đấy, hai mặt của nó xịn sò, đây là cái chiếu 1m2. Đẹp, xịn, chất lượng. Vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm nhà em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.